Trước thái độ của Bạch Sơ Vi, Bạch Âm Âm tức giận đến cực điểm, Bạch Sơ Vi thầm cười nhạo, các quần áo của ta mà còn vinh váo tự đắc như thế, đúng là thiếu dạy dỗ. Bỗng một ánh sáng màu vàng bám vào váy Bạch Âm Âm, xoẹt xoẹt, âm thanh vang lên, âm âm không biết tiếng gì. Bất ngờ đồng phục của Bạch Âm Âm bị xé toạc, cô ta hoảng loạn, xấu hổ, các học sinh đang bàn tán trước khung cảnh này. Tháng 3 tại núi Vân Vụ, một cô gái đang đọc hệ thống ngược tra. Nội dung mở khóa manh mối chính của nhiệm vụ, lấy thân phận là con nuôi của nhà họ Bạch, Bạch Sơ Vi quay về nhà họ Bạch. Bạch Sơ Vi mỉm cười, xem ra người nhà họ Bạch không có ý định đến đón cô, cô tự hỏi không lẽ nhanh như vậy mà đã vào kịch bản rồi sao? Cô là Bạch Sơ Vi, vì một nguyên nhân không ai biết mà cô lại xuyên không thành nữ phụ làm bia đỡ đạn của một bộ Mezisua đô thị hiện đại. Giống như các bia đỡ đạn khác, Bạch Sơ Vi bị ràng buộc với một hệ thống ngược tra. Hệ thống ngược tra đưa ra nhiệm vụ, cô sẽ trở thành nữ phụ não tàn bạch sơ vi và mặt những người đã từng bắt nạt cô trong ngược văn sau khi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống sẽ cho bạch sơ vi một điều ước hệ thống đưa ra lưu ý không thể hủy bỏ ràng buộc và yêu cầu cô yêu quý sinh mạng chấp nhận hiện thực bạch sơ vi vừa đọc vừa nói câu chuyện tẻ nhạt như vậy cô thầm nghĩ có được nó thì có thể thay đổi được vận mệnh bước đến đỉnh cao của đời người thế nhưng đời không như mơ bạch sơ vi xuyên không tới một thảo nguyên trước mặt cô là một người đang quấn khố và bắn cung cô ngồi suy sụp chấn động tâm lý, mặt Bạch Sơ Vi biến sắc, không tin vào mắt mình. Bạch Sơ Vi nổi điên chỉ tay mắng chửi hệ thống, đây là xuyên sách mà người nói đó hả, người nuốt mất hai chữ hiện đại rồi hả. Xui cho Bạch Sơ Vi hệ thống hiện đang lỗi BUG nghiêm trọng, đưa cô đến 5.000 năm trước câu chuyện. Bạch Sơ Vi nhìn hệ thống, mặt mày cô biến sắc, tối sầm, không biết giờ phải làm sao. Hệ thống lại thông báo, hiện giờ đã bắt đầu tu sửa tự động, mong cô kiên nhẫn đợi đến lúc tu sửa thành công. Bạch Sơ Vi thở dài ngồi sụp trên đồng cỏ, hết cách cô đành đợi thôi. Nhưng cô không ngờ tới, cái hệ thống rác rưởi đó tu sửa đến tận hơn 5.000 năm. Trong 5.000 năm đó, Bạch Sơ Vi không ngừng thay đổi thân phận từ cô gái có phần ngây thơ bên cạnh hoàng thượng. Đến tiểu thư ngồi chơi cờ thưởng thơ. Chuyển đến thân phận khác, Bạch Sơ Vi lại là một quý cô quyến rũ. Đợi Bạch Sơ Vi sống đến khi trở thành lão tổ tông của hoa hạ, thì hệ thống cuối cùng cũng quay lại, cô giật nảy mình phun cả nước vừa mời uống. Mặt cô tái sắt, không biết chuyện gì lại sắp bắt đầu. Ngay sau đó, cốt truyện bắt đầu. Trở lại khung cảnh núi Vân Vụ, Bạch Sơ Vi tay che ô, vừa đi vừa nghĩ, đi đến đó mệt biết bao. Hay là cô bay về nhà họ Bạch luôn, nhưng không được, không được, Bạch Sơ Vi sợ lại dọa phải người bình thường thì toang. Bỗng một chiếc xe ô tô xuất hiện. Bạch Sơ Vi vui như hội, mặt mày hớn hở, tâm can nở hoa, vui vẻ vẫy tay, xem ra cô không cần tốn sức đi nữa rồi chiếc xe phanh lại, khuôn mặt tài xế bất ngờ. Anh ta trùng người qua cửa, hỏi Bạch Sơ Vi, cô gái có chuyện gì sao? Bạch Sơ Vi vui vẻ mở lời, nếu mọi người xuống núi thì có thể chở ta đi một đoạn luôn được không? Tài xế bối rối, thì ra phía sau xe còn một người đàn ông quần áo sang trọng, lạnh lùng nói, không, lái xe. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng, Bạch Sơ Vi thầm nghĩ, anh ta thật kêu kiệt. Bạch Sơ Vi đưa tay ra dấu bấm độn, hình như cô có cách thuyết phục bọn họ rồi. Bạch Sơ Vi bày ra gương mặt hớn hở hỏi, có phải các cậu bị lạc trên đường trên núi không, cô biết đường để xuống. Trên xe còn có một nam sinh, khuôn mặt hớn hở nói Bạch Sơ Vi mau lên xe, cuối cùng thì cũng không cần đi loanh quanh trên núi nữa rồi. Cửa chiếc xe mở ra. Bạch Sơ Vi thu dù, ngó nghiêng vào trong xe. Người đàn ông lạnh lùng ngồi đan tay, khuôn mặt khó chịu. Bạch Sơ Vi thầm nghĩ, khuôn mặt này nhìn cũng được phết, nhưng mà sao thấy quen quen nhỉ? Đường núi quanh co, đi tiếp rẽ phải được rồi, rồi rẽ trái, Bạch Sơ Vi chỉ đường thành thục. Chiếc xe phóng đi theo sự chỉ dẫn của cô. Tài xế mặt hớn hở nói, cô gái à cô tài thật đó, chúng ta xuống núi rồi, Bạch Sơ Vi ngồi sau với khuôn mặt tự mãn. Cậu nam sinh mặt sợ sệt, gọi người đàn ông phía sau là chú Tư, thì ra do cậu nghe tin ông nội lại tái phát bệnh nên kéo người đàn ông lên núi tìm Bạch Thần Y. Kết quả không tìm được mà còn làm lỡ mắt buổi họp của người đàn ông. Cậu ta mặt ỉu xìu, than vãn, giờ nghĩ lại thì thần y đó bí ẩn thật có khi chỉ là tưởng tượng của mọi người thôi nghe vậy bạch sơ vi cười bí ẩn cậu nam sinh thấy vậy khó hiểu hỏi chị cười gì thế bạch sơ vi lại thản nhiên đưa ra đề nghị đưa cô đến hải thành nam đường song bá ba người đàn ông khó hiểu không biết chuyện gì bạch sơ vi tươi cười đưa cái túi chứa đầy rau củ tươi xanh lên ấy thế mà cô lại biết ông nội họ đang bị bệnh ung thư dạ dày bạch sơ vi nói nếu họ đưa cô đi cô sẽ đưa cho họ mớ rau củ này có lẽ giúp được gì đó cho ông của họ. Cậu nam sinh và tài xế hốt hoảng, mặt tối sầm, thầm nghĩ, thật hay đủ thế, sao chị ta lại biết ông nội mắc bệnh ung thư dạ dày, lại còn dùng rau củ trị ung thư, hàng vạn câu hỏi đặt ra. Người đàn ông phía sau mặt suy ngẫm, nói, được chúng tôi sẽ đưa cô đi. Bạch Sơ Vi tiến lại gần cảm ơn người đàn ông. Cậu nam sinh bất ngờ, không ngờ vừa nãy chú mình còn không đồng ý để cô lên xe mà giờ lại đối ý, đổi tính luôn rồi. Bạch sơ vi ngửi mùi tỏa ra từ cơ thể người đàn ông. Linh khí thật thanh khiết. Bạch sơ vi khuôn mặt mơ màng. Bạch sơ vi tiến lại nâng cầm người đàn ông, nói, đã có ai nói rằng. Anh rất giống với thịt đường tăng không, ánh mắt anh ta toát lên vẻ kinh hoàng. Anh ta thầm nghĩ, hình như đã rất lâu về trước đã có người nói với anh ta như vậy. Ui cứu mạng, chú tư bị người ta trêu gẹo rồi, cậu nam sinh thầm nghĩ, tài xế cũng mặt xa sầm, nghĩ có khi nào cậu ấy tức giận lên giết người diệt khẩu luôn không? Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự xa hoa. Bạch sơ vi xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt. Người đàn ông ngồi trong xe đăm chiêu suy nghĩ, tay sờ vòng hạt chàng trên tay. Vừa sờ vòng hạt anh ta vừa nói: cô gái này thật kỳ lạ. Ra lệnh cho tài xế điều tra thân phận của Bạch sơ vi. Quản gia nhà họ Bạch, Bạch Phú Quốc đang tức giận mắng mỏ. Ông ta bảo mọi người đi đón người nhưng dường như không ai nghe lời ông ta. Tức giận. Bạch Phú Quốc vừa nói vừa đập mạnh cây gậy. Con gái vợ bé Bạch âm âm vừa sợ sạch vừa chán trường, nói không phải chỉ là một đứa con gái quê mùa không biết ở đâu chui ra thôi sao, đón về làm gì. Cửa lạch cạch mở ra. Bạch Sơ Vi xuất hiện, nói các người không cho người đến đón ta, ta tự đến. Mọi người bất ngờ về sự xuất hiện của Bạch Sơ Vi. Bạch Sơ Vi xuất hiện mặt hớn hở, tỏa sáng, cất giọng giới thiệu. Bạch Phú Quốc quay ngoắt lại. Ông ta mặt vui mừng, mừng phát khóc, hớn hở nhào tới, nói lão, tổ tông, cuối cùng cô cũng đến rồi, tiểu phú nhớ cô chết mất. Tại một khu rừng vào 60 năm trước, tiểu phú với khuôn mặt hớt hải, nhìn anh ta đã thấm mệt. Nhìn rừng núi mênh mông bát ngát, thì ra tiểu phú vào trong núi, đi tìm lão tổ tông để cứu mạng. Lê thân hình mệt nhoài, tiểu phú không biết có thể chống đỡ được đến lúc tìm được lão tổ tông không. Bỗng anh ta ngửi thấy một mùi hương, mặt hốt hoảng. Hớt hãi, loạn trọng, tiểu phú chạy đi. Khuôn mặt tiểu phú toát lên sự bất ngờ. Đôi mắt mở to như thể không tin vào mắt mình. Xuất hiện trước mắt tiểu phú là một cô gái xinh đẹp đang chuẩn bị bữa ăn, khung cảnh thật ấm cúng. Cô gái quay lại, khó hiểu hỏi tiểu phú là ai. Bỗng nhiên cô gái hốt hoảng nói, này này sao thế? Tiểu phú ngã dầm xuống trước mặt cô. Tiểu phú thèo thào nói, mắt nhắm tịt, anh ta là người nhà họ bạch, xin lão tổ tông cứu giúp. Chuyển cảnh về hiện tại, trong biệt thự vang lên tiếng cười nói của Bạch Phú Quốc, nói: "Đã lâu như vậy rồi mà lão tổ tông quả nhiên vẫn trẻ như lần đầu gặp." Bạch Phú Quốc tiếp tục nói: "Nếu không nhờ Bạch Sơ Vi năm đó cứu ông và cho ông nhiều hạt giống thì nhà họ Bạch sẽ không có ngày hôm nay." Đám người trong nhà thì thầm to nhỏ, người phụ nữ nói khẽ với Bạch âm âm: "Lão gia tử có phải là bị chứng mất trí của người già không? Vậy mà lại lôi kéo một cô gái nhớ lại chuyện năm xưa, anh người hầu cũng khó hiểu vì Bạch Phú Quốc lại gọi Bạch Sơ Vi là lão tổ tông." Bạch Sơ Vi tay cầm cốc trà, thư thái hỏi thăm sức khỏe của Bạch Phú Quốc sau 20 năm không gặp, thì ra ông ta là tiểu phú của 60 năm trước. Bạch Phú Quốc hớn hở nói, có chút nhớ hương vị của cải trắng của Bạch Sơ Vi chồng. Bạch Sơ Vi ngại ngùng, vì lúc nãy cô đi nhờ xe nên rau củ hái được đều được tặng cho chủ xe rồi. Bạch Phú Quốc nghe như sét đánh ngang tai, sửng sốt. Ông xoay ngoắt đầu lại nhìn đám người trong nhà, khuôn mặt toát lên sự giận dữ, ông nghĩ là do những đứa bất hiếu này mà rau củ của ông mất hết. Đám người trong nhà nhìn Bạch Phú Quốc sợ hãi, không biết vì sao là ông ta đột nhiên trừng mắt lên với bọn họ như thế. Bạch Sơ Vi đặt cốc trà xuống, cất tiếng hỏi về chỗ ở hiện tại của nhà họ Bạch. Bạch âm âm dựng tai lên nghe ngóng, khuôn mặt gian trá, cô ta thầm nghĩ Bạch Sơ Vi là người ở dưới quê lên, chưa thấy căn nhà nào tốt như nhà họ Bạch. Nhưng không ngờ được, Bạch Sơ Vi buông lời chê căn nhà vừa bé, vừa nát, không như năm đó chiếm cứ sườn núi. Gia thế lớn, sự nghiệp lớn, cô hỏi Bạch Phú Quốc, sao nhà họ Bạch dưới tay ngươi lại nghèo đến mức độ như này? Nghe vậy, Bạch âm âm nổi đóa, tức giận chỉ trỏ phân bua, cô ta chỉ trích Bạch Sơ Vi không biết một căn biệt thự ở đường song đá đắt như thế nào, nhà họ Bạch giá trị lên đến 5.000 vạn. Bạch âm âm mặt tự mãn, Bạch Sơ Vi có bán mình đi cũng không mua nổi một cái phòng vệ sinh. Bạch Phú Quốc tức giận, đánh bốp vào mặt Bạch âm âm. Bạch âm âm ôm bên má vừa bị đánh, nước mắt lưng tròng, cô không ngờ bạch phú quốc vì một người ngoài không quen biết mà đánh cô trước giờ ông chưa từng đánh cô trước lời nói của bạch âm âm bạch phú quốc lại tức giận quát mắng lão tổ tông sao lại là người ngoài đường ông yêu cầu bạch âm âm xin lỗi bạch sơ vi bạch âm âm quay người ôm trầm lấy người phụ nữ không thèm làm theo lời bạch phú quốc tại sao cô lại phải xin lỗi con tiện nhân đó bạch phú quốc bối rối mặt khó xử nói để lão tổ tông chê cười rồi là do tôi không dạy dỗ tốt con cháu nhà họ Bạch dưới tay tôi quả thật là xa sút Bạch Sơ Vi vui vẻ nói, được rồi con cháu tự có phúc của nó, cô hỏi về việc muốn đến trường trung học Hoa Hoa để học, Bạch Phú Quốc đã thu xếp ổn thỏa chưa? Bạch Phú Quốc xa sầm mặt, suy nghĩ trong đầu, vì việc của Bạch Sơ Vi đã sắp xếp xong xuôi nhưng mà cô lại không có hộ tịch. Bạch Phú Quốc toan tính, nhà của thằng hai thì vô tích sự, nếu để lão tổ tông dưới danh nghĩa nhà nó, nói không chừng có thể được lão tổ tông che chở. Bạch Phú Quốc mặt bối rối, Khung núm nói lão tổ tông về chuyện đi học thì phải chờ vài hôm nữa mới xong ạ à. nhưng mà đến trường thì có ba mẹ sẽ ổn thỏa hơn bạch sơ vi khó hiểu hỏi lại cho nên bạch phú quốc như vớ được vàng vui vẻ nói cho nên lão tổ tông chịu thiệt một chút lấy tên của người đặt dưới danh nghĩa của nhà bạch hoàng quang nói là con nuôi bạch sơ vi xa sầm mặt suy nghĩ tiểu phú này vì con cháu mà đặt chủ ý lên người ta bạch sơ vi tưởng tượng ra cảnh người mặc đồng phục trở thành con nuôi của bạch hoàng quang hai vợ chồng mặt cau có khi nhìn cô. Bạch Sơ Vi thầm nghĩ sức mạnh của kịch bản thật ghê gớm, vì trong nguyên tác, nguyên chủ một đứa trẻ mồ côi lấy thân phận là con nuôi của nhà vợ bé học trường trung học Hoàng Hoa. Bây giờ cho dù là hệ thống có bị trục trặc lớn đi nữa, thì cốt truyện vẫn sẽ như vậy. Bạch Sơ Vi thở hắt ra, nói, thôi được. Bạch Hoàng Quang bất ngờ ngã xuống, ôm lấy chân dên rỉ, nhìn mũi giày nhọn hoắt của vợ bé, chắc là nguyên nhân gây ra cớ sự này. Bạch Hoàng Quang ôm chân nổi đóa với vợ bé, em là gì thế hả cô vợ bé mặt tối sầm trách vấn bạch hoàng quang đồng ý cho nhận nuôi bạch sơ vi chuyện lớn sao anh ta lại không thương lượng với cô cô vợ bé ghé sát mặt bạch hoàng quang nói anh không xem một nữ chủ nhân như tôi ra gì à bạch hoàng quang mặt mày biến sắc sợ hãi giải thích không phải anh nào dám chứ anh có nghe ba nói nhận con nuôi nhưng anh nghĩ là dưới danh nghĩa nhà anh cả bạch phú quốc không hiểu các con mình ông không hiểu tại sao chúng nó nghĩ ông để lão tổ tông dưới danh nghĩa nhà chúng nó là hại chúng nó một mặt suy nghĩ một mặt ông quay lại khó xử nhìn bạch sơ vi ngập ngừng nói lão tổ tông nếu ngài thấy không hợp thì tôi nhưng bạch sơ vi lại vui vẻ trái ngược với ông vui vẻ đồng ý bạch sơ vi mặt mày sáng láng ra vẻ đáng yêu nói ba à cố lên mong ba sẽ sớm thuyết phục mẹ vợ bé và bạch hoàng quang mặt tái nhợt vừa kinh hoàng vừa tức giận trái lại bạch sơ vi lại hào hứng nghĩ tuyệt lắm, cô rất thích xem chó cắn lộn với nhau. Khuôn mặt vợ bé vừa câu có, vừa tức giận, đầy toan tính, cô ta suy nghĩ, Bạch Cơ Vi nhận cha cũng nhanh ghê. Cô ta nghĩ Bạch Sơ Vi là con riêng của Bạch Hoàng Quang, cô ta không tin chuyện lão tổ tông, thật hoang đường. Bạch Phú Quốc đánh sầm cây gậy trên tay xuống sàn, nói, được rồi, đừng làm mất mặt nữa, ông quay sang Bạch âm âm, bảo cô ta đi mua một cái điện thoại tốt nhất đời mới nhất cho Bạch Sơ Vi. Tôi sầm mặt mũi, Bạch âm âm vô cùng tức giận, Dựa vào cái gì chứ? Cô ta nghĩ, điện thoại của mình dùng hơn một năm rồi ông nội cũng chưa từng nghĩ là sẽ đổi điện thoại cho mình. Nhìn Bạch Sơ Vi vui cười rạng rỡ Bạch âm âm lại càng uất hận. Một con nhỏ quê mùa từ nông thôn đến mà cũng muốn tranh giành vị trí của cô ta, cô ta đe dọa sớm muộn gì cũng xử đẹp Bạch Sơ Vi. Trước ánh nhìn chằm chằm của mẹ con Bạch âm âm, Bạch Sơ Vi tự hỏi không biết cặp mẹ con này nhét cái gì vào đầu nữa. Con mắt sắp rớt ra ngoài luôn rồi, Bạch Sơ Vi thư thái hỏi, đúng rồi, phòng của ta ở đâu? Bạch Phú Quốc còn đang bối rối, Bạch âm âm đã nhanh nhẩu chen lời, ở tầng 3, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô đó. Bạch Phúc Quốc lo sợ và bất ngờ trước lời nói của Bạch âm âm, ông tự hỏi chính mình tầng 3 chỉ có một phòng đựng đồ linh tinh thôi sao, ông lắp bắp định trách mắng âm âm. Bạch Sơ Vi đồng ý, Bạch Phú Quốc lo lắng chen ngang, nói, lão Tổ Tông có thể ở phòng đối diện với phòng âm âm. Nhưng chưa kịp dứt lời, Bạch Sơ Vi lại nói, không cần đâu, sống đến từng tuổi này rồi thì cái điều kiện vật chất như vậy ta cũng thấy bình thường thôi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng thâm tâm Bạch Sơ Vi lại suy nghĩ vì nguyên chủ Bạch Sơ Vi ở phòng đối diện với âm âm, kết quả là bị cô ta suốt ngày gây phiền phức. Bạch Sơ Vi thả ở một mình tầng 3 có khi lại yên tĩnh hơn, trong khi đó, Bạch âm âm vẫn tức giận chừng mắt nhìn Bạch Sơ Vi. Bỗng tóc Bạch Sơ Vi tung bay, người trong nhà bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô. Bạch Sơ Vi toát lên vẻ đẹp dạng người, khí chất hơn người. Người nhà họ Bạch không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của Bạch Sơ Vi, thật giống tiên nữ. Những tiểu thư của Hải Thành cũng chẳng được cái khí chất này. Nghe những lời này, Bạch Âm Âm giận run người, khuôn mặt cau đầy sát khí. Ánh mắt Bạch Âm Âm như cháy lên ngọn lửa hận thù, thầm nghĩ, Bạch Sơ Vi, đêm nay tôi sẽ cho cô biết sự lợi hại của bổn tiểu thư đây. Khung cảnh chuyển lên tầng 3 của biệt thự. Nhìn căn phòng đơn sơ, Bạch Phú Quốc lo lắng làm sao để Bạch Sơ Vi ở căn phòng như thế này được, ông ta đề nghị đổi phòng cho Bạch Sơ Vi. Không màn đến sự lo lắng của Bạch Phú Quốc, Bạch Sơ Vi ngáp dài. "Tiểu Phú, ta mệt rồi." Bạch Sơ Vi nói, Bạch Phú Quốc vẫn vẻ mặt khó xử nói, "Vâng được thôi, lão tổ tông nghỉ ngơi đi, nếu có việc gì thì ngài có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." Bạch Phú Quốc ra khỏi phòng, căn phòng giờ chỉ còn một mình Bạch Sơ Vi. Bạch Sơ Vi ngồi trên bệ cửa sổ, tay chống cằm, thở dài, đưa ánh nhìn xa xăm. Bỗng bất ngờ có gì đó mới bay vụt qua ngoài cửa sổ, Bạch Sơ Vi ngó nghiêng a à, thì ra là một con thú màu trắng vô cùng đáng yêu, đang khổ sở vì mắc kẹt vào khai cửa. Cô hết sức, nó ngã nhào xuống sàn. Nhìn con vật đáng yêu đang run bẩn bật kia, Bạch Sơ Vi hớn hở nói, cầu tuyết, ta còn tưởng người không quay lại nữa. Cầu tuyết phấn khích nhào tới, bị Bạch Sơ Vi nhấc bổng lên, cầu tuyết nói, cô đi đâu tôi theo đó, chỉ là chuột đuổi theo có hơi chậm. Bạch Sơ Vi nhìn nó, trách mắng nó 20 năm cô điểm linh nó, mà bây giờ đến biến hình cũng không biết. Cầu tuyết rãy ruộng, phân bua, không thể trách nó được vì sau khi lập nước thì động vật không được phép thành tinh. Hệ thống lại bất ngờ hiện lên, thông báo kịch bản đã bắt đầu, ký chủ hãy vả mặt tất cả những người xấu xa đã từng bắt nạt nguyên chủ. Bạch sơ vi tay vừa kéo mặt cầu tuyết, trong đầu lại vừa nghĩ hệ thống lại hoạt động rồi. Nhưng chưa kịp để cô phản ứng, hệ thống lại báo lỗi trục trặc, khởi động chức năng tu sửa, bạch sơ vi bất lực bóp mạnh cầu tuyết. Ha ha quả nhiên đây mới là thao tác bình thường của cái hệ thống rác này, cô bất lực nghĩ sửa tiếp đi, tốt nhất là sửa thêm mấy ngàn năm nữa. Bỗng nhiên, Bạch Sơ Vi biến sắc, ánh mắt thất thần. Đau đớn, ôm lấy ngực mình rên rỉ, cầu tuyết bên cạnh hốt hoảng nhìn Bạch Sơ Vi. Bạch Sơ Vi vươn tay, run run mò mẫm tìm thứ gì đó. Cô chụp lấy lọ thuốc trên bàn, nhanh chóng uống rồi khụy bệt xuống sàn. Vẻ mặt cô dần tươi tỉnh, mồ hôi đầm đìa, có vẻ như thứ cô vừa uống thật khó uống. Bạch Sơ Vi quay lại nói với cầu tuyết, đừng lo, bệnh tim của ta là bệnh cũ từ năm nghìn năm trước rồi, cần có thần dược nhiều linh khí mới thể thể ổn định lại được. Cầu tuyết lo lắng nói, nhưng mà trước kia ở trên núi chưa kịp dứt câu, bạch sơ vi đã chen lời, trên núi có nhiều linh khí nên căn bệnh này không phát tác nhiều, hơn nữa ta cũng tránh người. Cầu tuyết than thở, thì ra là như vậy. Nếu tôi biết tạo kho linh khí di động thì tốt rồi, cô cũng không phải chịu đau như vậy. Nghe tới đây, bạch sơ vi như bừng tỉnh, kho linh khí. Cô như sực nhớ ra điều gì đó. Bạch Sơ Vi nhớ lại người đàn ông gặp lúc sáng, không phải anh ta chính là một kho linh khí di động sao, nếu có thể lấy được chút linh khí từ trên người hắn, thì có phải là sau này không cần phải uống thuốc đắng rồi không? Nghĩ tới đây, Bạch Sơ Vi tỏ vẻ thèm thuồng linh khí trên người đàn ông đó. Vài giờ sau tại nhà họ Đoàn, tiếng đồng hồ tích tắc từng giây. Vị bác sĩ trầm ngâm thông báo, y học hiện đại đã không thể nào chữa được bệnh ung thư dạ dày của ông Đoàn, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần với kết quả xấu nhất. Người đàn ông với mái tóc bạc, khuôn mặt lo lắng, gấp rút lay vai chất vấn Tinh Dã, "Không phải là con cùng với chú Tư đi tìm thần y gì đó rồi sao?" "Người đâu?" Lúc này Tinh Dã chỉ biết cúi đầu, hình như là giả rồi, làm gì có thần y chứ. Cậu nhắm tịt mắt, khuôn mặt toát ra sự lo lắng và bất lực. Người đàn ông tóc bạc run người, sững sờ, "Không có thần y thì không phải ba sẽ chết sao?" Thấy vậy, người đàn ông lạnh lùng cũng đành bất lực. Ngay lúc đó Vị phu nhân hớt hãi dẫn theo một bà giúp việc chạy vào, vừa chạy vừa nói to, từ thiếu, cô này nói là đã gặp qua thần y ở núi Vân Vụ, đó không phải là tin nhảm đâu. Nghe vậy, cậu nam sinh và người đàn ông đều sững sờ, như thể không tin vào tay mình. Bà giúp việc kể lại sự tình, nếu mọi người nói là bạch thần y trên núi Vân Vụ thì quả thật bà ta đã gặp qua. Bà giúp việc nói với khuôn mặt ánh lên niềm tự hào, y thuật của cô A-A-Si rất cao siêu, đừng nói là bệnh ung thư chỉ cần không biến thành cái xác khô thì cô ấy đều có thể cứu được bà nhớ đến những rau củ tươi tốt của bạch thần y bà nói thêm hơn nữa cô ấy xem bệnh toàn dựa vào tâm trạng những người nghèo không có tiền cô ấy không những không thu tiền mà còn tặng rau củ nữa người đàn ông sực nhớ đến cô gái mình gặp khi sáng hỏi vội thần y đó trông như thế nào bà giúp việc hớn hở mặt dạng người nói bạch thần y đó rất xinh đẹp lúc nào cũng là hình dạng của một cô gái giống như tiên nữ vậy bà vừa nói vừa khoe hình chụp chung với bạch thần y bà khoe tấm hình trong hình là bà và một cô gái xinh đẹp tựa tiên nữ tinh giã và người đàn ông đều sửng sốt khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ tinh giã cảm thán đây không phải là cô gái đi nhờ xe của chúng ta lúc sáng hay sao lúc này mới sực nhớ tới lúc sáng cô gái lạ biết dạ dày của ông nội có bệnh người đàn ông nhanh chóng nhớ ra những rau củ mà cô ấy tặng tinh giã cũng sực nhớ đúng rồi Bạch thần y có nói mớ rau củ đó có thể làm giảm bệnh tình của ông nội. Tinh dã vội vàng đi tìm, phóng đi như một cơn gió. Cậu ta lo sợ nhà bếp đưa thức ăn cho chó ăn hết rồi, giữ lại thức ăn đi mà trời ơi! Người đàn ông lại quan tâm tới bức ảnh của bà giúp việc, yêu cầu gửi bức ảnh cho anh ta và ra lệnh không được kể chuyện gặp bạch thần y cho bất kỳ ai nữa, cho người lập tức đi tìm bạch thần y. Nhìn vào cô gái trong tấm hình, người đàn ông mỉm cười đầy ẩn ý. Anh ta không ngờ được là còn có cơ hội gặp lại cô gái về phía bạch sơ vi cô thư thả ngồi đọc sách bên cạnh còn có cầu tuyết bỗng tiếng gõ cửa gấp rút vang lên bạch âm âm tay cầm chiếc điện thoại màu hồng thái độ vẫn khó chịu thì ra cô ta đưa điện thoại cho bạch sơ vi nói thêm bên trên đã được lắp một tấm thẻ mới bạch sơ vi nhận lấy nhìn ra được điện thoại này âm âm đã dùng không phải mới mua như lời cô ta nói bạch âm âm bề ngoài bình tĩnh bên trong gào thét không ngờ tới bạch sơ vi lại nhìn ra được thế nhưng bề ngoài cô ta vẫn oan oan Tôi dùng rồi thì sao? Một người từ dưới quê lên như cô dùng điện thoại Apple XR bao giờ chưa? Cho cô dùng điện thoại cũ đã là tốt lắm rồi đó. Bạch âm âm quay người, tỏ vẻ thanh cao, tiện nhân như cô chỉ xứng dùng điện thoại cũ thôi, vậy là một vạn bạch phú quốc đưa đã thuộc về cô ta. Bạch âm âm vừa hát vừa đi ra khỏi phòng, để lại mình bạch sơ vi đang nghiên cứu chiếc điện thoại. Nhìn chiếc điện thoại đang khôi phục dữ liệu. Cầu tuyết cảm thán, cô ta có ngốc không chứ? dữ liệu trong điện thoại không dọn dẹp sạch sẽ mà đã đưa cho cô. Bạch Sơ Vi cũng đành bất lực, đúng là có hơi, tên ngốc tự đưa điểm yếu của mình cho người khác quả là hiếm gặp. Thâm tâm Bạch Sơ Vi thầm nghĩ, nhưng mà ngốc cũng phải thôi, ai bảo nguyên tắc là tiểu thuyết Sua chứ, cho nên nhân vật phụ phải có IQ thấp để còn nhường đường cho nữ chính. Nhìn vào những tin nhắn trong điện thoại, toàn là tin thính dạo với các anh trai. Bạch Sơ Vi dè biểu, đúng là suy đồi đạo đức mà, Bạch âm âm này một lần nhắn tận mấy anh để tìm hơi ấm. Nghe vậy cầu tuyết châm biếm bạch sơ vi ở trên núi lâu đến nỗi muốn cách biệt xã hội luôn rồi. Cái gì mà tìm hơi ấm, cái này bây giờ người ra gọi là setting rồi. Bạch sơ vi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là vậy. Bạch sơ vi thở dài, sông năm nghìn năm rồi, trong đầu có quá nhiều ký ức. Những việc không quan trọng bạch sơ vi đúng thật là nhớ không nổi nữa. Tiếng gõ cửa trên ngang dòng suy nghĩ, người hầu gọi lớn thông báo cho Bạch Sơ Vi là lão gia và đại tiểu thư đang đợi. Bạch Sơ Vi xuống phòng ăn, Bạch Âm Âm và Bạch Phú Quốc đang đợi cô, câm câm với gương mặt tức giận. Bạch Âm Âm hét lớn giận dữ, cô vậy mà để ông nội đợi cô ăn cơm, đúng là không biết lễ phép. Chưa kịp dứt lời thì Bạch Phú Quốc đã chen ngang cáo gắt, âm âm, chúng ta đợi lão tổ tông bao lâu cũng là điều nên làm. Bạch Sơ Vi cười nham hiểm. Cô bắt đầu giả ngốc, nói với gương mặt tỏ vẻ ngây thơ, Bạch âm âm, Chiếc điện thoại đó chắc chắn là cô cho tôi đúng không? Mấy thứ bên trong cũng thuộc về tôi đúng không? Bạch âm âm mặt mũi tối sầm, bề ngoài thì cười nói, đúng vậy, là của Bạch Sơ Vi, không liên quan gì đến cô ta nữa, nhưng trong thâm tâm cô ta đầy vẻ tức giận. Thầm nghĩ Bạch Sơ Vi thật đáng chết, không lẽ Bạch Sơ Vi lại mách với ông nội về chiếc điện thoại dùng rồi đó, không thể để cho Bạch Sơ Vi làm thế được. Bạch âm âm ngây ngô, tỏ vẻ đáng thương mách với Bạch Phú Quốc, ông nội nhìn kìa, con mua cho cô ấy điện thoại mới 256 ghi mà cô ấy còn nói như vậy. Chắc chắn là không vừa lòng, rõ ràng ông luôn dạy rằng sống phải biết tiết kiệm. Bạch Phú Quốc nghe xong mặt mày sửng sốt, thấy vậy Bạch âm âm đắc thắng. Chắc chắn là Bạch Phú Quốc tức giận rồi, như thế thì không thể nào Bạch Sơ Vi mách lại với ông ta được. Thế nhưng Bạch Phú Quốc lại hét ầm lên, âm âm sao con lại như vậy chứ hả? Nếu lão Tổ Tông đã không thích điện thoại 200 năm sau ghi thì mua cho ngày ấy cái đắt hơn tốt hơn một vạn không đủ thì ta đưa con hai vạn, không được nữa thì thiết kế riêng cũng được, đúng thật là không ngờ tới, Bạch Âm Âm giật mình, không hiểu mình làm sai điều gì. Bạch Âm Âm không hiểu tại sao Bạch Phú Quốc lại đối xử tốt như vậy với Bạch Sơ Vi. Khác với sự lo lắng của Bạch Âm Âm, Bạch Sơ Vi cười nói, thật ra Sơ Vi chỉ muốn xác nhận chút chuyện thôi, để sau này lỡ đâu nhìn thấy thứ không nên thấy thì lại hiểu lầm, Bạch Âm Âm không hiểu Sơ Vi đang nói gì. Bạch Sơ Vi nham hiểm nói ra những cái tên trong điện thoại, Tề Thiên Thôi Ân Trạch, Lữ Hải Lượng, Địch Tôn Bình. Nghe tới đây, Bạch Âm Âm hoảng loạn cực độ, hét toáng lên, sao cô biết hả? Tại sân trường trung học Hoàng Hoa, chiếc xe ô tô dừng lại, xuất hiện một đôi chân bước xuống xe. Bạch Sơ Vi xuất hiện dạng người, xinh đẹp trong bộ đồng phục nữ sinh. Các học sinh khác đều bị vẻ đẹp và khí chất của Bạch Sơ Vi thu hút, tự hỏi cô ấy là học sinh mới chuyển đến đây sao? Khuôn mặt Bạch Âm Âm lúc này đã tức giận đến tột cùng, thì ra cô ta đã lén cắt bộ đồ của Bạch Sơ Vi. Vì cô ta biết nếu đến trường thì âm âm sẽ bị mờ nhạt bởi Bạch Sơ Vi, không lẽ Bạch Phú Quốc mua cho Sơ Vi hai bộ giống nhau ư? Ừ? Bạch âm âm hạnh hoẹ, nói với Bạch Sơ Vi, này ở trường thì cô không được phép nói lung tung về nhà họ Bạch và cả chuyện chiếc điện thoại. Nếu không thì tôi xử đẹp cô, thế vật mà Bạch Sơ Vi chỉ lạnh lùng đáp, nhắc nhở âm âm nên lo cho bản thân cô ta trước. Trước thái độ của Bạch Sơ Vi, Bạch âm âm tức giận đến cực điểm, Bạch Sơ Vi thầm cười nhạo, cắt quần áo của ta mà còn vinh váo tự đắc như thế, đúng là thiếu dạy dỗ. Bỗng một ánh sáng màu vàng bám vào váy bạch âm âm, xoẹt xoẹt, âm thanh vang lên, âm âm không biết tiếng gì. Bất ngờ đồng phục của bạch âm âm bị xé toạc, cô ta hoảng loạn, xấu hổ, các học sinh đang bàn tán trước khung cảnh này. Bạch âm âm ngượng chín mặt, mặt mũi đỏ gây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Bạch âm âm ngồi thụp xuống, ngượng quá hóa giận, quát tháo mọi người mau tránh ra, bạch vi vi thư thái bước đi, thầm nghĩ âm âm tự tạo nghiệp thì tự chịu, lẽ nào cớ sự là do sơ vi gây nên. Bạch sơ vi đến phòng giáo viên. Bạch sơ vi ngó nghiêng vào phòng, chào thầy, nhìn thấy người đàn ông đeo kính mặc đồ đen. Bạch sơ vi nói, em đến đây để báo cáo. Chủ nhiệm lớp 12 trên 9, chỉnh lại cái mắt kính đang đeo chắc để nhìn hơn, Châu Phong xác nhận, em là Bạch Sơ Vi. Bạch Sơ Vi trưng ra vẻ mặt tươi như hoa, chào Châu Phong. Trái ngược với vẻ ngoan ngoãn của Bạch Sơ Vi, Châu Phong mặt mày cau có nhìn cô, anh ta nghĩ cô thật phiền phức, từ dưới quê lên vậy mà lão ra từ nhà họ Bạch còn cho vào lớp chọn. Châu Phong nhíu đôi chân mày, nói, em Bạch à, em muốn vào lớp 12 trên 9 sao, đây là lớp chọn nên học hành rất áp lực, em vào giữa trường như vậy rất là vất vả. Bạch Sơ Vi vẫn với khuôn mặt tươi cười, bảo Châu Phong cứ yên tâm, vì mục đích đến trường của cô không phải để học, cô thầm nghĩ, mà là vì làm theo kịch bản. Nghe vậy Châu Phong hốt hoảng, Nội tâm anh ta tự hỏi cái quái gì thế, đến trường không phải để học thì để làm cái gì hả? Chợt Châu Phong sực nhớ ra, hai nam thần đoàn tinh dã và Hứa Tinh Thần đẹp trai học giỏi của trường. Bạch Sơ Vi này chắc cũng giống mấy đứa mê trai đó đến đây vì trai, đúng là phiền phức thật, nghĩ đến đây, khuôn mặt Châu Phong đầy vẻ phẫn nộ, nhìn gương mặt Châu Phong Bạch Sơ Vi không hiểu chuyện gì. Bạch Sơ Vi lại làm động tác bấm tính, cô ta đang thấy điều gì đó. Châu Phong lại lên tiếng bảo Bạch Sơ Vi theo anh ta đến lớp cảnh cáo sơ vi nếu làm phiền các bạn khác học tập thì dù sơ vi có bối cảnh thế nào châu phong vẫn sẽ loại sơ vi ra thế nhưng bạch sơ vi lại nhìn thấy được châu phong này cơ thể không ổn cô hớt hãi bảo châu phong đợi một chút châu phong cáo gắt hỏi bạch sơ vi còn có việc gì thế bạch sơ vi vừa nói với nét mặt ngại ngùng sơ vi bảo châu phong nên đến bệnh viện làm kiểm tra ctd đặc biệt là vị trí tuyến vú châu phong như chúng phải xét mặt mũi hoảng loạn tối sầm Tuyến Vũ anh ta thì bị cá gì chứ? Châu Phong tức tối, găng giọng nói Em Bạch à, em nói tôi đi kiểm tra Tuyến Vũ, nhưng tôi là đàn ông đấy Hơn nữa em tưởng mắt của bản thân là máy siêu âm thăm dò à Loại chuyện này làm sao có thể vừa liếc mắt đã kết luận được Châu Phong lại đẩy kính, ánh mắt toát lên sự tức giận Mặc kệ thái độ của Châu Phong, Bạch sơ vi quay đi, nhắc nhở Vì thấy Châu Phong là một giáo viên tốt nên nhắc nhở một câu Tin hay không thì tùy anh ta Châu Phong lại càng thấy Bạch Sơ Vi hết sức kỳ lạ. Đến trước của lớp 12 trên 9, Châu Phong đang giới thiệu với Bạch Sơ Vi, chưa kịp hết câu, tiếng hét của tinh giã đã che ngang, Bạch Thần Y, sao cô lại ở đây? Đôi mắt tinh giã sáng bừng lên, mặt như bắt được vàng, nói, không lẽ học sinh mới chuyển trường đến là cô sao? Tinh giã nhanh nhẹn đứng bật dậy, vẫy tay chào gọi Bạch Sơ Vi đến ngồi cạnh cậu ta. Đám học sinh nữ thấy vậy, đều đồng loạt bùng nổ cơn tức giận, không phải nói đoàn tinh dã không hứng thú gì với con gái sao? Sau Bạch Sơ Vi vừa đến thì lại, đám nam sinh thì si mê trước vẻ đẹp của Bạch Sơ Vi, ai cũng mong muốn được ngồi cùng bàn với Bạch Sơ Vi. Bạch Sơ Vi đam chiêu, trầm ngâm suy nghĩ, thì ra người lần trước cô gặp là bia đỡ đạn trong bộ tiểu thuyết đoàn tinh dã, cô thắc mắc suy đoán bạn cùng bàn bây giờ của tinh dã là ai. Nam sinh với khuôn mặt tuấn tú, mỉm cười thân thiện, anh ta chính là nam chính con riêng mỹ cường thảm của cuốn tiểu thuyết, anh em cùng cha khác mẹ với đoàn tinh dã hứa tinh thần. Bạch Sơ Vi nhớ lại nội dung tiểu thuyết, khung cảnh đen tốt với hình nhân bị yểm bùa, hứa tinh thần chuyển mình được nhà họ hứa nhận về là lúc đoàn tinh giã chết. Lúc này tinh giã đang năn nỉ tinh thần nhường chỗ cho Bạch Sơ Vi. Nhưng theo cốt truyện, đáng thương cho tinh giã, đến lúc chết vẫn không biết người mà mình xem là bạn tốt lại chính là anh em cùng cha khác mẹ muốn giành gia sản của mình. Bạch Sơ Vi chợt nhớ tới người đàn ông với thái độ lạnh lùng đó, nếu vậy thì miếng thịt đường tăng đó là chú tư của đoàn tinh giã, là nhân vật phản diện đoàn phi hàn. Bạch Sơ Vi mãi suy nghĩ, đam chiêu, nếu đúng như vậy thì cô phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống rồi, nếu không thịt đường tăng của cô sẽ bay mất. Bạch Bạch, tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Sơ Vi. Hứa tinh thần với nụ cười hiền lành, nói với Bạch Sơ Vi có thể lại ngồi chỗ của cậu ta. Thấy vậy, Bạch Sơ Vi nói cảm ơn tinh thần. Bạch Tinh dã háo hức, bắt chuyện với Bạch Sơ Vi, anh ta kể rằng mấy hôm nay chú tư của anh ta luôn tìm Sơ Vi, anh ta phải nói với chú ấy một tiếng mới được. Bạch Tinh Dã cảm ơn Sơ Vi ngày hôm đó đã cứu giúp, ông nội của anh ta vì mớ rau hôm đó mà tình trạng bệnh cải thiện không ít. Nghe vậy, Châu Phong sắc mặt biến sắc, thầm nghĩ Bạch Sơ Vi này thật sự biết y thuật, anh ta lo lắng cho tuyến vú của mình, có nên xin nghỉ đến bệnh viện kiểm tra thử không nhỉ? Châu Phong nghĩ. Lúc này Đoàn Phi Hàn nhận được tin nhắn. Là Tinh Dã, chú Tư à, cháu đã tìm thấy vị Bạch thần y đó rồi bạch sơ vi bây giờ là bạn cùng bàn của cháu đoàn phi hàn hỏi lại câu không mấy liên quan bạch sơ vi là tên của cô ấy cạn lời đoàn tinh giã thắc mắc tại sao lần nào đoàn phi hàn cũng quan tâm mấy cái vấn đề khác người thế đoàn phi hàn mỉm cười đầy ẩn ý bạch sơ vi sao anh ta tự hỏi tại một nơi nào đó trong thành phố cô thư ký tay cầm bộ trang phục tươi cười nói giám đốc đoàn đầu vết cao cấp mặc để tiếp khách đã chuẩn bị xong mời ngài xem thử Đoàn Phi Hàn tỏ vẻ không vừa ý, bộ này trang trọng quá, có bộ nào mặc để đi gặp phụ nữ không? Nghe xong cô thư ký hốt hoảng, thầm nghĩ đồ đi gặp phụ nữ ư? Chủ tịch đoàn bệnh nặng, cây vạn tuế như xếp lại nở hoa vào ngay lúc này ư? Đoàn Phi Hàn trầm mặc, bầu không khí toàn mùi thuốc súng, cô thư ký trột dạ nói, giám đốc đoàn yên tâm, tôi đi mua ngay đây. Đoàn Phi Hàn nhắn tin cho Tinh Dạ, hôm nay tan học anh ta sẽ đến đón hai người. Hoàng hôn bao trùm trường học tiếng chuông hết giờ vang lên châu phong rời lớp hình như đây là chuyện hiếm khi xảy ra học sinh bàn tán châu ác ma đổi tính rồi à hôm nay không dạy quá giờ kìa lúc dạy cũng không tập trung nữa đoàn tinh dã bắt chuyện với bạch sơ vi bạch sơ vi mơ màng cô đã ngủ trong tiết học của thầy châu phong mà không bị phát hiện đoàn tinh dã cảm thán cô thật là may mắn bạch sơ vi tỉnh bơ đáp lời không phải là may mắn mà do công dụng của một pháp thuật nhỏ thuật không nhìn thấy đoàn tinh dã há hốc mồm không hiểu nổi Bạch Sơ Vi đang nói gì. Bạch Sơ Vi búng tay ra hiệu bỏ qua mọi chuyện, cứ xem như cô đang nói đùa đi, đoàn tinh giã vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì. Lúc này, một người bê chồng sách dày cộp trên tay đi tới. Thì ra là Hứa Tinh Thần, cậu ta tươi cười nói đống sách trên tay là sách mới mà cậu ta nhận giúp Bạch Sơ Vi, hy vọng Bạch Sơ Vi nhanh chóng hòa nhập với lớp. Hành động này đã chạm đến trái tim của những nữ sinh trong lớp, bọn họ nháo nhào khen ngợi, Hứa Tinh Thần ga lăng quá đi nếu mà cậu ta có thể làm bạn trai mình thì tốt quá họ nói bất chấp tranh giành hứa tinh thần mặc kệ khung cảnh đó bạch sơ vi nhìn đồng sách trầm mặc nhớ lại trong tiểu thuyết hứa tinh thần cũng nhờ bộ dạng quan tâm chăm sóc này mà có được tình cảm của nguyên chủ nhưng tiếc thật bây giờ người ở đây lại là tôi bạch sơ vi nhận lấy chồng sách lạnh lùng cảm ơn hứa tinh thần cậu ta bị bất ngờ trước thái độ của cô hứa tinh thần thầm nghĩ sao cô ta lại lạnh lùng thế nhỉ bình thường không phải là nên đỏ mặt cảm động mà cảm ơn sao nếu không phải vì muốn giữ hình tượng người quan tâm ấm áp thì hứa tinh thần cũng chả muốn để ý đến sơ vi mặc kệ hứa tinh thần lật mở sách tiết sau là tiết ngữ văn nhỉ bạch sơ vi hỏi bạch sơ vi bỗng sặc sụa tinh giã hốt hoảng không biết cô bị gì bạch sơ vi chỉ vào cuốn sách cô không ngờ tới học sinh bây giờ đều học thơ mà trước kia cô viết đoàn tinh giã sửng sốt nghi vấn hỏi bạch sơ vi cái gì cô nói tập thơ sơn tự đào viên này là do cô viết á bạch sơ vi bình thản đáp đúng vậy đám nữ sinh trong lớp nghe vậy hạnh huệ một nữ sinh tóc dài đuôi ngựa châm biếm bạch sơ vi làm sao viết được bài thơ tuyệt như vậy sao cô không nói cô quen với lý đại bạch luôn đi bạch sơ vi nhẹ nhàng đáp ánh mắt như nhớ lại chuyện xưa cô và hắn quả thật từng là bạn bè năm đó lý đại bạch cứ thích lôi cô đi uống rượu uống say thì sẽ viết thơ nghe xong ai cũng tái mặt hai nữ sinh thầm nghĩ bạch sơ vi xinh đẹp như vậy nhưng đầu óc lại có vấn đề cô gái bị hoang tưởng này ở đâu đến đây thế cô nữ sinh tóc đuôi ngựa nổi nóng quát được rồi đó sao cô không nói luôn tập thơ điển cố sơn nguyệt ký sự nổi tiếng ai cũng phải xem là của cô viết luôn đi bạch sơ vi vẻ mặt bất lực thầm nghĩ sơn nguyệt ký sự không phải là cuốn tiểu thuyết cô viết bừa nửa chừng à sao lại được tâng bốc lên giữ thế cắt ngang suy nghĩ đoàn tinh giã nắm lấy tay bạch sơ vi năn nỉ cô có thể ra tay cứu ông nội của tinh giã không, bao nhiêu tiền bọn họ cũng có thể trả. Bạch Sơ Vi không mấy hứng thú, đưa tay ra hiệu từ chối, cô nói 10 cái nhà họ đoàn gộp lại cũng không bằng một nửa gia sản của cô. Vẻ mặt Bạch Sơ Vi thay đổi, cười nham hiểm, nhớ đến đoàn phi hàn, cô nói sẽ xem xét nếu đưa người cho cô. Học sinh trong lớp xì xào bàn tán lời nói của Bạch Sơ Vi, bọn họ cho rằng Bạch Sơ Vi có bệnh không vậy. Vậy mà coi thường nhà họ đoàn trăm năm châm anh thế phiệt, còn có đưa người là kiểu gì thế đây là muốn gả vào nhà giàu mà bị điên luôn à cửa lớp bật mở tiếng quát tháo ầm lên không nghe tiếng chuông vào lớp à sao còn ồn ào nữa lớp học chưa không phải là cái chợ những bạn nữ đến lớp chỉ để yêu đương thì đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác nữ giáo viên xuất hiện khuôn mặt đầy phẫn nộ hung dữ bạch sơ vi lặng thinh bạch sơ vi nhìn cô lý bỗng nhiên thốt ra sao cô cũng có bệnh thế cô lý như bốc hỏa bùng nổi cơn thịnh nộ khi nghe lời của Bạch Sơ Vi. Học sinh trong lớp thì trầm trồ vì Bạch Sơ Vi vì cho rằng dám chọc cô Lý, người hẹp hòi như cô Lý mà cũng dám chọc. Bạch Sơ Vi gãi đầu bất lực, cô khuyên cô Lý, em nói thật đấy, có thời gian thì cố đi kiểm tra thử xem. Bạch Sơ Vi thầm nghĩ, cũng không biết 20 năm qua bọn họ sống như nào, ai cũng có bệnh trong người. Mặt mày cô Lý tối sầm lại, cô nhớ lại lúc nãy gặp thầy Châu vừa về phòng làm việc đã ngất. Yêu siêu nói mình bị bệnh ở tuyến vú, Muốn được đi kiểm tra, cô cho rằng Bạch Sơ Vi đã chọc tức thầy Châu. Cô Lý giận cá chém thớt, cô thông báo tiết này không học nữa, chuẩn bị kiểm tra, học sinh trong lớp đều ôm đầu kêu than. Bạch Sơ Vi gượng cười, thầm nghĩ, sao bây giờ kiểm tra lại phải viết thơ cô viết, còn phải phân tích ý nghĩa của mỗi câu, cô viết cũng đâu có nhiều ý nghĩa như vậy, theo tâm trạng thôi mà. Trời xanh mây trắng, khung cảnh bên ngoài lớp học. Hai nam sinh đang than vãn về Bạch Sơ Vi, tưởng chuyển đến là một bạn nữ xinh đẹp, ai ngờ là một bình hoa đầu óc có vấn đề cái bình hoa đó còn không biết ăn nói làm cho bọn họ phải làm kiểm tra không biết đoàn tinh giã sao lại nhìn chúng cô ấy suốt ngày gọi thần y thần y tan học còn chạy theo người ta đoàn tinh giã bám theo bạch sơ vi năn nỉ ỉ ôi bạch sơ vi đến giúp cho ông nội của anh ta tình trạng của ông ấy không ổn chút nào mặc kệ tinh giã bạch sơ vi ngoảnh mặt làm ngơ không liên quan đến cô ta tinh giã lại tiếp tục năn nỉ nói cô đừng nói như vậy mà chú tư của tôi sắp đến rồi bạch sơ vi bỗng nhiên dừng lại khiến đoàn tinh giã đụng vào người cô ánh mắt bạch sơ vi sáng lên khác hẳn với thái độ lúc này cô ta hào hứng nắm lấy tay tinh giã thịt đường tăng sắp đến ư tinh giã bất ngờ khó hiểu thịt đường tăng là gì một chiếc xe dừng lại phía sau hai người bọn họ bạch sơ vi ngoảnh lại nhìn đoàn phi hàn bước đến hỏi bạch sơ vi vì sao lại gọi anh ta là thịt đường tăng bạch sơ vi và đoàn gia hàn bốn mắt nhìn nhau Đoàn tinh giã nhanh nhẩu mách với đoàn gia hàn rằng Bạch Sơ Vi không muốn khám bệnh cho ông nội. Đoàn phi hàn thuyết phục Sơ Vi, cô Bạch, ông a a -si bệnh nặng mong cô hãy ra tay cứu chữa, cô muốn nhà họ đoàn chúng tôi đưa cái giá như thế nào cũng được. Bạch Sơ Vi nhìn thẳng vào đoàn phi hàn, cô hỏi, bất kỳ giá nào cũng được sao, đoàn phi hàn không ngại ngần đáp, tất nhiên, không biết cô Bạch đây muốn giá cả như thế nào. Bạch Sơ Vi cười đầy nham hiểm. Cô xoay người, vẫy tay, đi thôi, Bạch Sơ Vi nói, Nghe vậy Tinh Giã vui mừng ra mặt, anh ta thẩm nghĩ, đồng ý rồi, nhưng mà không biết vừa nãy chú Tư và Bạch Thần Y nói gì, sao nhanh như vậy đổi ý rồi. Đoàn Phi Hàn mở cửa xe. Đoàn Phi Hàn mời Bạch Sơ Vi lên xe, đứng gần anh ta, Bạch Sơ Vi sững người. Anh thơm thật đấy, Bạch Sơ Vi buông câu cảm thán. Khuôn mặt Đoàn Gia Hàn đầy vẻ khó hiểu, anh ta thầm nghĩ mình cũng không dùng nước hoa, thơm chỗ nào chứ? Tiếng gió xì xào bên ngoài xe đoàn tinh giã thắc mắc hỏi vì sao bạch sơ vi lại biết ông nội anh ta có bệnh về dạ dày ung thư dạ dày có thể chữa không bạch sơ vi ngáp dài nói chưa chết thì xem tâm trạng cô ta thế nào còn về việc sao cô biết sơ vi hỏi nếu cô nói cô có thể tính ra thì tinh giã có tin không quả nhiên đoàn tin giã lại đang nghĩ sơ vi lại phát bệnh nữa rồi ư sao không đổi nghề thành thần côn luôn đi đoàn gia hàn nghiêm nghị mắng tinh giã nói nhiều quá rồi tinh giã tối sầm mặt bối rối nói được cháu không nói nữa nhưng mà cháu cũng chỉ là muốn tìm hiểu kỹ bạch thần y một chút thôi mà bạch sơ vi lên tiếng cô và tinh giã là bạn cùng bàn tinh giã không cần gọi cô là bạch thần y gọi tên là được nghe vậy tinh giã háo hức chớp lấy thời cơ được thôi vi vi đoàn phi hàn cau mày anh ta nghĩ thầm hình như lần đầu thấy đoàn tinh giã nhiệt tình với con gái như vậy bạch sơ vi tay chống cằm suy nghĩ tên nhóc tinh giã này đúng là biết mực gió phất cờ mà nhưng mà cách xưng hô vi vi này từ ngàn năm trước sau khi cố nhân đê thì cũng không có ai gọi nó nữa. Bỗng nhiên tim sơ vi phát bệnh, cô đau đớn bóp chặt lồng ngực. Đoàn phi hàn kéo sơ vi dựa sát vào người. Đoàn phi hàn vẻ mặt lo lắng, nói, cô bạch sao thế? Ở gần đoàn phi hàn quả nhiên sơ vi cảm thấy dễ chịu nhanh chóng, cô thầm nghĩ hít linh khí trên người phi hàn quả nhiên tốt hơn uống thuốc đắng đó nhiều. Đoàn phi hàn và bạch sơ vi cũng đầu vào nhau, khoảng cách này khiến sơ vi có chút đỏ mặt cô lo lắng không lẽ anh ta nhìn ra bệnh tim của cô rồi sao quả nhiên thịt đường tăng rất nhạy cảm với bên ngoài đứng trước dinh thự nhà họ Đoàn Bạch Sơ Vi có cảm giác rất lạ cô thầm nghĩ sao mình lại có cảm giác quen thuộc với nơi này thế nhỉ hay là mình đã đến đây rồi nhưng quên mất cửa được đẩy ra Đồng Khinh Nhan xuất hiện dạng người trong bộ váy hồng hiền dịu tinh dã bất ngờ khi nhìn thấy cô hào hức hỏi sao Khinh Nhan lại đến đây Đồng Khinh Nhan nói tớ mời lưu lão người nổi tiếng trong ngành y đến xem bệnh cho ông đang chuẩn bị đi đón ông ấy, thật không ngờ lại gặp mọi người ở đây trước. Bạch Sơ Vi nhìn thấy Đồng Khinh Nhan, cô thầm nghĩ thì ra là nữ chính trong tiểu thuyết Đồng Khinh Nhan sao? Sơ Vi lại có cảm giác quen thuộc, Khinh Nhan giống với cô gái mà Sơ Vi đã cứu 40 năm trước. Đồng Khinh Nhan tiến lại chào Đoàn Phi Hàn. Đoàn Phi Hàn không mấy hào hứng, Khinh Nhan thầm nghĩ tứ gia vẫn lạnh lùng với mình như vậy, cô hỏi Bạch Sơ Vi là ai. Bạch Sơ Vi vừa chỉ tay vào mình vừa giới thiệu, Bạch Sơ Vi, nghe vậy, Khinh Nhan như chợt nhớ, Bạch Sơ Vi, lẽ nào là học sinh mới chuyển đến trường? Bạch Sơ Vi khoanh tay khoan thai nói, xem ra chuyện của cô đều bị truyền đi rồi, cô thắc mắc bọn họ nói như nào, nói nhảm, mắng giáo viên hay bị thần kinh. Đồng Khinh Nhan khó xử, ngập ngừng nói, do mọi người chưa hiểu Sơ Vi lắm nên mới nói những lời như thế. Khác hẳn với thái độ Đồng Khinh Nhan, Bạch Sơ Vi lại tỏ ra ung dung, không quan tâm, cứ kệ bọn họ đi. Thay vào đó, Sơ Vi thắc mắc Trần Mỹ Hoa là gì của Đồng Khinh Nhan, nhìn Khinh Nhan rất giống cô ấy. Đồng Khinh Nhan tức giận, thì ra Trần Mỹ Hoa là bà nội của cô, bà ấy đã qua đời 10 năm rồi, Khinh Nhan chất vấn tại sao Sơ Vi lại có thể gọi tên bà một cách vô lễ như thế. Bạch Sơ Vi thầm nghĩ, đúng là không lường trước được mà, nếu biết cô gái bị bắt cóc mà mình cứu năm đó là bà nội của nữ chính thì mình đã thu thêm ít thủ lao rồi. Sơ Vi lãng sang chuyện khác bằng cách hỏi bệnh nhân ở đâu, cô đến xem bệnh không có hứng thú nói mấy chuyện gia đình. Đoàn tinh giã nhanh nhẩu đáp, ông nội đang ở hậu viện, vi vi tôi dẫn cậu qua đó. Đoàn phi hàn lạnh lùng bước đi, đồng khinh nhan bối rối hỏi, tứ ra cô ấy. Vẫn thái độ lạnh lùng thường thấy, đoàn phi hàn chen lời, cô ấy là khách của tôi. Nghe những lời này, đồng khinh nhan đầy sự ghen tức, cô thầm nghĩ tứ ra anh ấy chưa bao giờ đón mình đến nhà họ đoàn. Cũng chưa từng quan tâm cô ta như vậy bao giờ, là do bạn học bạch đó nói dối là có thể chữa bệnh cho ông cụ đoàn, nên anh ấy mới nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác sao. Nghĩ đoạn, đồng khinh nhan xoay người bước đi, nếu đã như vậy, cô ta phải nhanh đi đón lưu lão thôi. Đồng khinh nhan chạy đi trong mớ suy nghĩ đầy sự uất hận, ghen tức với sơ vi, bạn học bạch à, tôi sẽ không dễ dàng đưa tứ ra cho cô vậy đâu. Quay ngược 20 năm trước tại nhà họ đoàn, đoàn tu tề nắm chặt tay sở sở, nói, sở sở em yên tâm, chỉ cần em gả cho anh, thì đám người xấu đó sẽ không dám làm gì em nữa. Thế nhưng biểu cảm của sở sở không có gì là cảm động lắm đoàn tu tề nắm chặt tay sở 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 với thái độ lạnh lùng từ chối đoàn tu tề cô không cần ai bảo vệ cũng sẽ không kết hôn với anh ta tốt nhất là đoàn tu tề nên thả cô ra đoàn tu tề trở nên tức giận vừa nói vừa đi ra khỏi phòng anh ta tuyệt đối sẽ không thả sở sở ra anh ta đe dọa cho dù bây giờ sở sở không thích anh ta cũng không sao sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày sở sở thấy được điểm tốt của anh ta nói rồi anh ra đóng sầm cửa rồi khóa lại khuôn mặt sở sở đầy vẽ cam phẫn những lời ra tiếng vào của mọi người thúc đẩy sở sở đồng ý lấy đoàn tu tề sở sở cam phẫn đến tột cùng cô thầm nghĩ đoàn tu tề làm người thì phải biết giới hạn trong màn đêm u tối sở sở đã bỏ trốn đám người đang truy tìm cô giáo giết phía sau sở sở vừa chạy vừa oán hận những người này dựa vào cái gì mà khoa chân múa tay vào cuộc sống của người khác sở sở thở dốc toang rồi cô không biết đường bọn họ sắp đuổi đến nơi rồi nhìn khung cảnh xung quanh sở sở lúng túng không biết chạy đường nào bây giờ bỗng một bàn tay nắm lấy tay sở sở một cậu bé với đôi mắt xanh khuôn mặt tuấn tú sở sở nhận ra hàn hàn hỏi cậu bé vì sao lại đến đây hàn hàn kéo tay sở sở bảo cô đi theo cậu hàn hàn biết một con đường bí mật có thể ra ngoài sở sở bất ngờ trước hành động của hàn hàn cô nghi vấn hỏi em muốn thả chị già hàn hàn kiên quyết đáp chị tiên nữ muốn đi thì chị cứ đi thôi tiếng người tìm kiếm sở sở vang lên ngay gần bên Sở Sở, Sở Sở đi đâu mất rồi? Sở Sở giật mình, vẻ mặt đầy lo sợ. "Nhanh lên," cô nói với Hàn Hàn, "còn không chạy thì sẽ bị đuổi kịp đó." Sở Sở kéo tay Hàn Hàn chạy. Bạch Sơ Vi bây giờ đã nhớ lại chuyện 20 năm trước, cô thầm nghĩ, "Mình đã nói sao Đoàn Phi Hàn lại quen mắt như vậy rồi, thì ra nhóc con trắng trẻo đó nay đã lớn như vậy rồi." Đoàn Phi Hàn tới trước mặt Bạch Sơ Vi, chất vấn cô vì sao lại từ chối chữa bệnh cho cha anh ta. Bạch Sơ Vi lạnh lùng đáp do tâm trạng cô không tốt, bề ngoài như vậy nhưng cô thầm nghĩ, mặc dù năm đó đoàn phi Hàn cứu cô, nhưng thủ với những người khác của nhà họ Đoàn cô sẽ không quên. Đoàn gia Hàn bất lực hỏi vậy anh ta phải làm sao để giúp tâm trạng Bạch Sơ Vi tốt lên. Bạch Sơ Vi tuyên bố, trừ khi thời gian trôi ngược lại, tóm lại thì cô không chữa, đồng khinh nhan xuất hiện phía sau, lên tiếng nói, y thuật không ra gì thì thành thật thừa nhận đi, có cần phải giả vờ thành dáng vẻ nhà họ Đoàn mắc nợ gì cô không? Những lời này đã chọc tức Bạch Sơ Vi. Đồng Khinh Nhan dắt theo Lưu Chân, hào hứng giới thiệu Lưu lão nổi tiếng trong giới y thuật, do Đồng Vân Nhu, cô của cô ta đặc biệt mời đến xem bệnh cho ông cụ Đoàn. Lưu Chân là vị thần y từng lên chương trình Tân Văn Liên Bố sao, ông ấy không phải là đã nghỉ hưu không xem nữa sao? Lưu Chân xuất hiện với vẻ đầy hào quang của thần y tài năng, ông ta nói, nếu không phải tâm ý của hai vị tiểu thư nhà họ Đồng thì ông ta cũng sẽ không xuống núi. Bạch Sơ Vi khinh khỉnh nói với Lưu Chân, ngươi nói y thuật của ta không được hay là đêm nay ta tìm sư phụ của người đến xem xem hắn ta có dám nói chuyện với ta như vậy không lưu chân nghe những lời này thì tức giận chỉ tay về phía sơ vi quát miệng còn hôi sữa mà dám sỉ nhục ngô sư ngô sư đã qua đời mười mấy năm rồi bạch sơ vi chờ đùa biết vậy cho nên cô mới nói là phải đợi tối nay lưu chân tức giận may có đồng khinh nhan ngăn cản lại nhắc nhở ông ta xem bệnh việc xem bệnh cấp bách hơn trong phòng bệnh ông cụ đoàn có người hỏi lưu chân về tình hình ông cụ Lưu lão đáp ngáy có thể cứu, Lưu Chân tự tin có thể làm ông cụ đoàn sống thêm 2 năm, Lưu lão cầm kim, bắt đầu châm cứu. Thấy Bạch Sơ Vi vẫn ở lại, Tinh Dã thắc mắc chẳng phải cô muốn đi hay sao, sao bây giờ lại ở lại. Bạch Sơ Vi khoanh tay mỉm cười như đang xem kịch, cô nói, không vội, cô phải xem xong kịch hay đã. Ở phía sau, Đoàn Phi Hàn nhìn Bạch Sơ Vi, lặng thinh. Lúc này Lưu Chân đã bắt đầu châm cứu, kim vừa mới châm vào, ông cụ Đoàn liền ho sặc sụa ra máu ai nấy đều hốt hoảng tinh dã cuống lên quát ông thầy lang băm này đã làm gì ông nội của tôi thế hả lưu chân mặt mũi tái nhợt tay chân run rẩy ông ta phủ nhận không thể nào phương pháp trị của của ông ta sai được lưu chân tra hỏi trước kia ông cụ đoàn đã từng dùng thứ gì chắc chắn có vấn đề có người bất ngờ chỉ tay về phía sơ vi đúng rồi lúc trước ông đoàn có dùng rau của sơ vi đưa cô gái hét toáng lên cô ta trách vấn mớ rau là của bạch sơ vi đưa bạch sơ vi thờ ơ ăn mấy ngày trước nếu có vấn đề thì đã sớm có rồi y thuật bản thân không đủ còn muốn vu oan cho người khác đoàn tinh giã lai vai năn nỉ bạch sơ vi 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 à cô đừng chỉ đứng nhì như thế cầu xin cô hãy ra tay cứu ông nội của tôi nếu cứ như vậy thì ông ấy sẽ chết mất hết cách lúc này đoàn phi hàn lên tiếng anh ta đưa ra đề nghị nếu sơ vi cứu được ba của anh ta ngoài việc lấy phí thì chỉ cần không phạm pháp anh ta có thể vô điều kiện mà đồng ý với sơ vi một yêu cầu Người trong nhà nghe vậy, bất ngờ, cảm thán, lời hứa của người thừa kế hào môn trăm năm, tứ ra cầu xin bác sĩ cũng thành tâm quá. Bạch Sơ Vi mỉm cười. Cô thay đổi thái độ, vui vẻ đồng ý, đây là anh tự nói đấy nhé, thịt đường tăng. Bạch Sơ Vi đẩy Lưu chân ra, mắng ông ta đứng sang một bên mà nhìn, cái thứ mất mặt, Lưu chân nghe xong giận tím mặt, cứng họng không nói nên lời. Lúc này Bạch Sơ Vi đã bắt đầu chữa bệnh. Thao tác nhanh nhẹn, thành thục, cô nhanh chóng châm cứu lên người ông cụ đoàn. Kim châm cắm vào người ông cụ, tỏa ra một luồng khí. Trước cảnh này, Lưu Trân như thể không tin vào mắt mình, ông ta thốt lên, linh đạo thập tam châm. Người làm sao học được, ông ta lắp bắp, với độ tuổi như sơ vi sao có thể châm một lần châm 13 mũi được. Bạch sơ vi đầy vẻ tự hào, đây là phương pháp châm cứu cô tạo ra, cô có thể không biết sao, Lưu Trân vẫn không tin. Hoang đường, phương pháp này ra đời từ 4.000 năm trước rồi, sao có thể là từ sơ vi tạo ra được. Sơ vi chỉ biết thở dài, cô thầm nghĩ, sao cứu luôn có người không tin sự thật thế. Một chiếc khăn chậm mồ hôi trên mặt cô. Đoàn phi hàn chu đáo, lau mồ hôi giúp sơ vi, cô ngại ngùng đáp, cảm ơn. Bỗng người hầu chạy vào báo tin, cắt ngang khung cảnh ám muội, tam gia đoàn tu tề cùng với đồng tiểu thư đã đến cổng, sẽ nhanh chóng vào đây thôi. Nghe đến đây, bạch sơ vi kinh hoàng, ánh mắt toát lên sự uất hận và sợ hãi. Bạch Sơ Vi tức giận xài bước bỏ đi, tinh giã thắc mắc hỏi Vi Vi cô muốn đi đâu. Chú ba của tôi là ngôi sao nổi tiếng đó, cô không ở lại gặp ông ấy sao, tôi có thể bảo ông ấy ký tên cho cô. Đoàn tu tề, Sơ Vi nói với giọng đầy oán hận. Ánh mắt sắc lạnh, cô không cần đoàn tu tề ký tên, ngược lại, cô lại rất muốn mạng của anh ta. Đoàn tinh giã nghe xong bỗng chốc đứng hình. Bạch Sơ Vi quay đi, nói, hôm nay cô sẽ về trước, bệnh của ông cụ đoàn không thể chữa xong nhanh chóng được. Ngày mai cô lại thêm phương thuốc mới, cô thầm nghĩ, bỏ đi, bây giờ không phải là lúc ra tay với nhà họ Đoàn, Đoàn tu tề à, tương lai còn dài. Đoàn Tinh Dã tính nói gì đó nhưng đã bị Đoàn Gia Hàn ngăn lại, anh ta cướp lời, lấy lý do để sau này dễ liên lạc, anh ta xin phương thức liên lạc với Bạch Sơ Vi. Sơ Vi cười nói tạm thời thì không có phương thức liên lạc vì cô còn chưa có điện thoại, thật ra vì cô không muốn dùng lại đồ của người khác. Chớp lấy cơ hội, Đoàn Gia Hàn tìm được cơ hội kéo ngắn khoảng cách với Sơ Vi. Đoàn Gia Hàn đưa ra đề nghị đưa Sơ Vi về nhà, trên đường đi chắc sẽ đi qua trung tâm thương mại, anh ta sẽ mua cho Sơ Vi một cái điện thoại. Đoàn Gia Hàn ghé sát lại thì thầm với Sơ Vi, "Cô Bạch, theo tôi, chúng ta đi ra từ phía sau hậu viện thì sẽ không đụng phải người cô không muốn gặp." Bạch Sơ Vi bất ngờ trước lời nói của Gia Hàn. Cô thầm nghĩ, không ngờ qua 20 năm, tên nhóc trắng trẻo dễ thương lúc đó bây giờ lại chu đáo đến vậy. Nhìn cánh tay đeo chuỗi hạt của Gia Hàn đang đặt lên vai cô, anh ta còn đeo chuỗi hạt mà cô đã tặng. Chuỗi hạt chàng vàng sáng lấp lánh. Sơ Vi đồng ý, vậy thì cảm ơn ý tốt của anh, chúng ta đi thôi. Tại trung tâm thương mại. Sơ Vi bước vào vô cùng xinh đẹp, xin chào, tôi muốn mua điện thoại. Nữ nhân viên như gặp phải tiên nữ, đắm say vẻ đẹp của Sơ Vi. Nữ nhân viên nhanh chóng bật chế độ bán hàng của mình, niềm nở giới thiệu mẫu điện thoại Modun V20 bán chạy nhất hiện nay, do ảnh đế Đoàn Tu Tề làm đại ngôn. Bạch Sơ Vi thầm nghĩ sao lại là đoàn tu tề, đúng là bực mình quá mà. Bạch Sơ Vi với thái độ khinh thường, hỏi đoàn tu tề là ai, cô không quen, cô muốn mua cái mô run một không bờ rồ, kiểu cao cấp nhất, màu xám. Nữ nhân viên nhanh chóng đi lấy theo ý của Bạch Sơ Vi. Một giọng nói gọi Sơ Vi từ phía sau. Hai cô gái hào hứng tiến đến, đôi mắt ánh lên vẻ sùng bái đoàn tu tề. Cô ta nói với Bạch Sơ Vi nếu không quen tu tu nhà bọn họ thì bọn họ giới thiệu cho nhé, Hai cô là fan lâu năm của Tu Tu. Hai cô gái bật chế độ fan girl, phân khích từng bốc đoàn Tu Tề, nào là Tu Tu rất đẹp trai, mặc dù tuổi tác đã gần 40 nhưng trông vẫn rất trẻ. Hơn nữa Tu Tu rất tận tâm và tỉ mỉ với công việc, là một tấm gương mẫu mực trong giới giải trí. Bạch Sơ Vi nghe không nổi nữa, lên tiếng cắt ngang, "Em gái à, nói anh ta trẻ thì chỉ có thể chứng minh rằng anh ta có tiền mua những thứ đồ dưỡng da đắt tiền, chi nhiều tiền để tìm thợ trang điểm, thợ sửa ảnh mà thôi." mấy đứa có biết đến tà thuật Đông Á không? Còn nữa, bây giờ đều lấy cái tận tình tỉ mỉ với công việc. Một cái cơ bản mà ai cũng phải có ra để khen à. Mấy chục năm trước trong giới giải trí những người tận tình tỉ mỉ với công việc có đầy ra đấy, cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô gái nổi đoá lên khi nghe những lời này, sao chị có thể nói như vậy hả, nếu tu tu không trang điểm. Không chỉnh ảnh thì vẫn đẹp hơn mấy diễn viên lưu lương không tận tình tỉ mỉ với công việc đó nhé. Cô gái như phát điên, bênh vực cho thần tượng của mình, Mấy chục năm trước đúng thật là có rất nhiều diễn viên tận tình tỉ mỉ với công việc nhưng ai nói giới giải trí lúc đó không loạn chứ. Em dám chắc chắn rằng bọn họ không ai trong sạch bằng tu tu nhà em. Quá đỗi phấn khích, cô gái tự hào nghiến răng nghiến lợi bênh vực, tu tu ra mắt năm 18 tuổi là bởi vì bị một người phụ nữ vứt bỏ. Anh ấy nói anh ấy làm người nổi tiếng là vì nếu cô gái đó đổi ý thì có thể dễ dàng tìm được anh ấy. Cô gái tóc hai bím nói thêm, tu tu còn công bố là sẽ đợi cô gái đó 20 năm, Rốt cuộc là tiện nhân nào mà ác độc đến thế dám đối xử với tu tu của bọn em như vậy? Hai cô gái ôm chầm lấy nhau là khóc nức nở, đau lòng thay cho thần tượng của mình, Bạch Sơ Vi nhìn mà cạn lời. Bạch Sơ Vi tức giận, thầm nghĩ năm đó Bạch Tu Tề giam cầm cấm túc cô thì thôi, bây giờ còn bày ra vẻ thâm tình như vậy, đoàn Tu Tề, anh được lắm. Bạch Sơ Vi vẻ mặt u ám, thức tỉnh hai cô gái, mấy đứa đúng là bệnh không hề nhẹ nhỉ, người mà anh ta đợi bỏ đi, thì tức là người đó không hứng thú gì với anh ta là anh ta tự mình đa tình, cái gì mà đợi 20 năm chứ, con gái nhà người ta cần anh ta đợi à, đúng là làm màu mà. Hai cô gái như phát điên lên, tức giận chỉ trích Sơ Vi, Sơ Vi chắc chắn là anti-fan của Tu Tề, họ nói Sơ Vi không mua nổi mô v vừa 20. Bạch Sơ Vi không thèm chấp nhất, vừa nói cô vừa chỉ vào bảng giá điện thoại, bảo hai cô gái xem thử mô một không bờ rồ với mô v vừa 20 thì cái nào đắt hơn. Hai cô gái cứng họng, không nói được gì nữa là do họ quấy rối bạn của tôi, giọng nói đoàn phi hàn cất lên, anh ta dẫn theo bảo vệ tới để giải quyết hai cô gái. Bị bảo vệ lôi đi, hai cô gái gào thét bọn họ không phải là đang quấy rối, bọn họ chỉ đang bảo vệ danh tiếng của Tu Tu thôi, mau thả bọn họ ra. Bạch Sơ Vi mỉm cười nói với Bạch Gia Hàn, tôi tự hỏi sao anh đoàn lại dừng xe lâu thế, thì ra là đi tìm bảo vệ, nhưng mà thủ đoạn này của anh không phù hợp với hình tượng bá đạo tổng tài nha. Đoàn Gia Hàn ngại ngùng, ấp úng, biết luật hiểu luật là trách nhiệm của mỗi công dân. Nghe câu nói này của đoàn phi hàn, Bạch Sơ Vi cười phá lên, cô thầm nghĩ phản diện của nguyên tắc lại biết luật hiểu luật, đoàn phi hàn trầm mặc không biết có gì buồn cười dữ vậy. Cô bán hàng quay lại với chiếc điện thoại và quà tặng của cửa hàng cho Sơ Vi. Nhận lấy điện thoại, Sơ Vi liền chụp hình. Bạch Sơ Vi trong hình thật xinh đẹp hút lòng người. Cô cảm thán, không hổ là điện thoại đời mới, không giật lát tí nào, bi cũng rất tốt đoàn gia hàn nhìn cô đầy dịu dàng anh thầm nghĩ thật ra người cũng rất tốt xe dừng lại trước nhà họ bạch bạch sơ vi đưa chiếc bình nước quà tặng cho gia hàn cảm ơn anh ta vì chiếc điện thoại bình nước này xem như quà đáp lại cô tặng anh cô đưa bình nước về phía đoàn gia hàn đoàn gia hàn nhận lấy cảm ơn sơ vi anh lại tiếp tục hỏi xin phương thức liên lạc nhưng anh thầm nghĩ bình nước này chẳng phải quà tặng kèm khi mua điện thoại ư ừ. bạch sơ vi đồng ý cô nói thêm anh đoàn thật ra cha anh trước kia từng đắt tội tôi tôi không muốn cứu ông ta nhưng vì nể mặt anh tôi cứu bạch sơ vi ghé sát mặt đoàn gia hàn xem ra sơ vi này cũng rất bạo bạch sơ vi nhắc gia hàn đừng quên thỏa thuận giữa cô và anh ta vào trong dinh thự nhà họ bạch bạch sơ vi vừa định bước lên tầng bạch âm âm xuất hiện chất vấn vừa nãy cô ta nhìn thấy sơ vi ngồi trong một chiếc xe rau roi trở về đó là xe của ai bạch sơ vi phớt lờ liên quan gì đến cô cô đoán xem ông cô có dám nói chuyện như này với tôi không bạch âm âm tức giận ông nội tôi là chúng bùa mê thuốc lú của cô vốn tưởng rằng cô đến từ nông thôn thì sẽ đơn thuần chất phác ai biết lại đi bám lấy đàn ông có tiền rồi chưa kịp nói dứt lời cầu tuyết bất ngờ bu lên chân bạch âm âm cô ta hét toáng lên bạch âm âm sợ hãi dãy ruộng chuột chuột con chuột béo quá mang nó đi ra ngoài mau bạch phú quốc vừa mới bước vào nhìn cháu nội của mình không hiểu chuyện gì cầu tuyết nhảy vào lòng bạch sơ vi bạch phú quốc nổi cáo quát mắng âm âm hiện tại lão tổ tông đang ở nhà chúng ta cháu có quy củ hay không thế làm mất mặt con gái của bạch gia ta ai dạy cháu bò lên trên bàn ăn thế cút xuống dưới nhanh bạch âm âm xấu hổ vô cùng còn về phía cầu tuyết nó vui vẻ chạm tay vui đùa với sơ vi thật là cái đứa lanh lợi quay về phòng của mình bạch sơ vi hỏi cầu tuyết về việc kiểm kê tài sản của cô trên thế giới này cầu tuyết phấn khích tất nhiên là ok rồi tài sản tích lũy 5.000 năm của lão tổ tông vượt qua nhà giàu số 1 trên thế giới rất nhiều lần. Cầu tuyết đổi ánh mắt sắc lạnh, ngoài ra, tôi còn phát hiện ra rằng nhà họ đồng ở Hải Thành nợ tiền cô 10 năm rồi nhưng không trả. Bạch Sơ Vi như chợt nhớ ra. Cô nhớ lại năm đó cô cứu Trần Mỹ Hoa, đầu tư một khoản tiền. Đã thỏa thuận rằng nếu Trần Mỹ Hoa làm ăn phát đạt thì sẽ trả cho Sơ Vi gấp trăm gấp nghìn lần, vậy nên mỗi năm Trần Mỹ Hoa đều gửi vào tài khoản của Sơ Vi 3.000 vạn. Bạch Sơ Vi nghĩ tiếp, Chẳng qua Trần Mỹ Hoa đã qua đời 10 năm trước, người đồng gia cũng không thèm coi trọng chuyện đó ra gì nữa. Cô tính số tiền nợ 10 năm là 300 triệu, đáng tiếc là nữ chính đồng khinh nhan của chúng ta lại muốn nhây tiền. Bạch Sơ Vi ra lệnh cho cầu tuyết, gửi thư cho nhà họ đồng, trong vòng một tháng chuyển 400 triệu cho ta, 100 triệu dư là tiền lãi. Bạch Sơ Vi cười đắc thắng, không dễ mà nợ tiền cô như vậy đâu, không trả thì tự gánh hậu quả, cầu tuyết vô cùng phấn khích, nó thích nhìn Bạch Sơ Vi cho vay nặng lãi. Cầu Tuyết nhanh nhẩu soạn tin nhắn gửi cho nhà họ Đồng. Nó hi hục gõ phím, Bạch Sơ Vi nhìn nó hỏi liệu nó như vậy có mệt không, con hồ ly trắng nuôi 10 năm trước đã học được cách hóa hình rồi. Bỗng ánh mắt Bạch Sơ Vi thoáng nét u buồn, nhưng sau này nó đã, cô bỏ dở câu nói. Cầu Tuyết nũng nịu, nó sẽ không hóa hình đâu, nó muốn bên lão tổ tông cả đời. Bạch Sơ Vi và Cầu Tuyết xúc động ôm lấy nhau. Tưởng là khung cảnh cảm động sướt mướt, ai có ngờ đâu Bạch Sơ Vi lại kéo mặt Bạch Tuyết cảnh cáo không phải lý do để nó không chịu luyện tập câu tuyết hối hả la viết xong thư rồi mau đi in rồi lấy phong thư chuyển phát nhanh nét bút lướt trên mặt giấy bạch sơ nhìn bức thư trên tay bạch sơ vi nóng lòng muốn biết khi nhà họ đồng nhận được hóa đơn 400 triệu này sẽ có cảm giác gì đây tại nhà họ đồng câu hỏi thất thanh vang lên hóa đơn 400 triệu cái quái gì đây cả nhà họ đồng đang tập họp trong phòng điều này thật vớ vẩn hóa đơn này là một trò đùa hay tống tiền thế Ông cụ cầm bức thư, trầm ngâm về cái tên Bạch Sở, đây là tên của người mà Mỹ Hoa đã chuyển tiền mỗi năm lúc còn sống, chắc là học viên nghèo nào đó bà ấy tài trợ. Nghe cái tên này, Đồng Vân Nhu hét lên, ngài nói người viết thư tên là Bạch Sở sao? Người phụ nữ mà tu tề luôn tìm kiếm cũng tên là Bạch Sở, Đồng Khinh Nhan đặt ra câu hỏi, lẽ nào họ cùng là một người sao? Đồng Vân Nhu mặt đầy lo lắng, cô ta là vị hôn phu của đoàn tu tề, cô ta thầm nghĩ hôm nay toàn gặp xui xẻo liên tiếp đầu tiên là Lưu chân đó. Đồng Vân Nhu giả tạo cảm ơn Lưu Trân đã cứu giúp bệnh tình của ông cụ đoàn, nhưng trong đầu lại oán trách ông ta y thuật không tốt, lại không chủ động thừa nhận, khiến cô mất mặt trước đoàn gia. Làm cho đoàn tinh giã trách vấn cô, mũi tiêm của Lưu Lão này suýt hạt chết ông nội đấy, cũng may nhờ có thần YVV mà tôi và chú Tư tìm được mới xoay chuyển được tình thế. Đồng Vân Nhu đầy lo lắng, bây giờ bạch sở biến mất 20 năm lại xuất hiện, em next nào tình yêu giữa mình và tu tề lại phải chịu nhiều trắc trở như vậy sao? Đồng khinh nhan lên giọng trách móc, bạch sở này tham lam thật đó, bà giúp đỡ cô ta, cô ta không những không cảm ơn, lại còn muốn tống tiền. Đồng khinh nhan lại đưa nghi vấn, có lẽ nào bạch sở này biết được gì Vân Nhu sắp kết hôn với chú đoạn tu tề nên mới muốn kiếm thêm một khoản tiền không? Ba đồng khinh nhan nghe vậy, liền hùa theo, đúng, khinh nhan nói rất đúng, chắc chắn là như vậy. 400 triệu đối với nhà chúng ta là số tiền lớn, nhưng với đoạn gia thì đó chỉ là chín châu mất một sợi lông. Đồng Vân Nhu tức giận bóp chặt hai bàn tay, theo ý cô ta đã sớm biết được Bạch Sở nhắm vào đoàn tu tể. Bạch Khinh nhanh cầm lấy hóa đơn từ ba cô ta. Xé toạc, không một động tác thừa. Trái với vẻ ngoài thánh thiện thường thấy, cô ta trưng ra vẻ đầy nham hiểm, đồng ra chúng ta sản nghiệp lớn. Sau này lại có thêm đoạn ra giúp đỡ, cô ta muốn xem Bạch Sở này sẽ khiến chúng ta tự gánh hậu quả như thế nào. Hình ảnh của đồng Khinh nhan được quan sát qua tấm gương nào đó. Bạch Sơ Vi đang quan sát tình hình nhà họ đồng, cầu tuyết nói xem ra bọn họ không để tờ hóa đơn trong lòng rồi bạch sơ vi rừng dưng đợi một tháng sau thì bọn họ sẽ biết thôi bạch sơ vi thao tác gì đó trên điện thoại nhà họ đồng làm cô nhớ tới một chuyện điện thoại kết nối đầu bên kia vang lên giọng nói lão tổ tông ngài xuất sơn rồi sao bạch sơ vi nhàn nhã trò chuyện mặc vận là tài sản dưới tên của cậu đúng không bạch sơ vi đầy gian ác cô ra lệnh hủy bỏ đại ngôn của đoạn tu tề cô thấy trướng mắt trời lạnh rồi để đoạn tu tề lạnh theo đi. Điện thoại Bạch Sơ Vi lại có tin nhắn. Bạch Sơ Vi thầm nghĩ, đây không phải là anh hùng nguyên tắc điều hòa không khí trung ương của chúng ta sao, thì ra đã nửa đêm rồi cậu ta còn bận đi gieo rắc hơi ấm sao. Là hứa tinh thần nhắn tin cho Sơ Vi, nội dung nhắc nhở Sơ Vi làm bài tập toán ngày mai của Châu Phong. Thế nhưng Sơ Vi nhắn lại, Châu Phong ngày mai không đến trường học được, bài tập không cần làm, hứa tinh thần thấy vậy suy nghĩ Bạch Sơ Vi này có phải là đã nghĩ nhiều quá rồi không? Từ trước đến nay thầy Châu luôn là người rất tận tâm với nghề, mưa gió cũng không ngăn được sao có thể không đến trường được chứ. Bất chợt điện thoại tinh thần reo lên liên hoàn. Là tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm thông báo thầy Châu Phong đột nhiên bị ngất, từ ngày mai trở đi tạm thời é ở nhà dưỡng bệnh, ngày mai tất cả các học sinh tự học. Hứa tinh thần bất ngờ, vậy mà sơ vi lại nói đúng sao, đây chắc chỉ là chó ngáp phải rồi thôi nhỉ. Một cách tay xoay nắm cửa. Người giúp việc gọi với lên, sơ vi tiểu thư có người đến tìm. Như đoán trước được, sơ Vi nhờ cô giúp việc dẫn khách lên thì ra là thầy giáo chu Châu Phong khép nép đứng trước mặt Sơ Vi. Châu Phong lao tới nắm lấy tay Sơ Vi cầu cứu, "Bạn học Bạch, em đúng là thần mà, tôi thật sự bị ung thư vú. Bác sĩ nói đã giai đoạn cuối rồi, phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà nếu không phẫu thuật thì chỉ e rằng sẽ." Châu Phong bỏ dở câu nói. Ánh mắt sợ hãi và van xin Sơ Vi có thể cứu anh ta hay không, thầy Châu đang còn trẻ như vậy, học sinh của thầy cũng đang còn cần thầy dạy. Bạch sơ vi vui vẻ đồng ý. Cô thầm nghĩ thật là một thầy giáo tốt, luôn nghĩ đến học sinh. Bạch sơ vi nói thầy Châu ngồi xuống, ven áo lên. Cô châm cứu cho vài kim là được. Châu Phong làm theo, vẻ mặt hơi lo lắng. Mười phút sau, thầy Châu nóng lòng hỏi học sinh Bạch đã được chưa? Châm nhiều kim như vậy rồi. Bạch sơ vi tươi cười nói vài mũi vừa rồi chỉ là khai thông mạch máu bị tắc nghẽn trì trệ. Cô sẽ tặng thêm cho thầy Châu hai viên thuốc nữa ở nhà dưỡng bệnh thêm một tuần sau đó thì có thể lên lớp rồi. Thầy Châu nghe xong đầy hoang mang và lo lắng, còn phải nghỉ một tuần nữa sao, học sinh của thầy cần ông tập thì phải làm sao, đã cấp 3 rồi không thể chậm trễ được. Bạch Sơ Vi vẻ mặt u ám, nếu như thầy Châu muốn chết thì cô cũng không ngăn cản. Châu Phong có rúm sợ hãi, được được, mạng sống vẫn là ưu tiên hàng đầu, học sinh Bạch, đợi đến khi tôi về nhà sẽ thay em chuẩn bị tài liệu học tập, giúp em có thể nâng cao thành tích, Bạch Sơ Vi lại từ chối. Không cần thiết đâu. Chiếc xe dần rời khỏi nhà họ Bạch. Bạch Sơ Vi thầm nghĩ, việc của Châu Phong vậy là đã xử lý xong rồi, tiếp theo là đến phương thuốc cho Đoàn ra rồi. Bạch Sơ Vi nhớ rằng gia đình Đoàn dường như nằm dưới sự lãnh đạo của Đoàn Phi Hàn, đã phải vượt qua tám đại thế gia để phát triển thanh hảo môn mới. Bạch Sơ Vi như nghĩ ra ý tưởng gian ác, cô phải xem Đoàn gia có bao nhiêu tiền. Bạch Gia Hàn đang ở tại văn phòng, điện thoại anh ta rung lên. Anh ta nghĩ, thì ra là Bạch Sơ Vi. Bạch Sơ Vi thông báo phương thuốc đã được viết xong, ngày mai đoàn gia Hàn đến đón cô tan học, hai người cùng đi mua thuốc. Cuộc trò chuyện kết thúc, đoàn phi Hàn tiếc nuối, thật ra anh ta muốn nói chuyện lâu thêm một chút. Nhìn đống sách về dạy cách nói chuyện trên bàn, xem ra anh ta muốn học cách nói chuyện với Bạch Sơ Vi. Ngày hôm sau tại trường học, bóng lưng của một nữ sinh toát lên vẻ u ám. Thì ra là Bạch Âm Âm, cô ta đang oán trách ông nội vậy là thật sự bỏ đói cô một đêm. Vẻ mặt bạch âm âm khó coi vô cùng, cô ta oán trách là do bạch sơ vi và con chuột chết của cô ta. Âm âm, cậu sao thế? Tiếng gọi vang lên. Đặng mạn bất ngờ khi nhìn thấy âm âm ở tin từ trước đến nay âm âm không ăn sáng ở tin của trường. Nhìn thấy đặng mạn, bạch âm âm lo lắng, thầm suy tính, đặng mạn có một số mánh khóe để đối phó với người khác, nói không chừng có thể tận dụng. Bạch âm âm ra vẻ đáng thương, cô ta kể lại, từ tối qua đến giờ tôi vẫn chưa ăn cơm, trong nhà tôi xuất hiện một cô con gái nuôi, tên là Bạch Sơ Vi, ông nội vì cô ta mà luôn phạt tớ. Đặng mạn hốt hoảng, Bạch Sơ Vi là cô gái vừa đến đã câu dẫn đoạn tinh dã và hứa tinh thần đó sao? Hai nữ sinh kia còn nói thêm, trên diễn đàn nói Bạch Sơ Vi còn chém gió bài thơ nổi tiếng sơn nhạc kỹ sự là do Sơ Vi viết. Ba nữ sinh hùng hổ tuyên bố, âm âm không cần lo, bọn họ nhất định sẽ giúp cô ta cho Bạch Sơ Vi một bài học. Nửa tiếng sau, Bạch sơ vi nhận đồng phục mà cô đặt may từ bạn học và đi thử. Bạch sơ vi đi vào phòng thử đồ, đám người đặng mạn bám theo phía sau. Đám người đặng mạn mặt đầy gian xảo, toan tính, cơ hội đến rồi. Bạch sơ vi đang ở trong phòng thì nghe tiếng lạch cạch bên ngoài. Qua khai cửa, tiếng bước chân đi đi lại lại. Cảm nhận được điều gì đó, bạch sơ vi lên tiếng hỏi, các người muốn làm gì thế? Đặng mạn dùng cây lau nhà chặn cửa phòng vệ sinh của sơ vi, lớn tiếng nói. Bạch Sơ Vi dựa vào có chút nhan sắc, câu dẫn đoàn tinh giã và hứa tinh thần dạy cho cô ta một bài học nhỏ để cô ngửi thử mùi nhà vệ sinh. Đám người đặng mạn chặn cửa nhà vệ sinh, ngăn cản Sơ Vi vào lớp học tiết ngữ văn cô giáo lý để xem kịch hay. Bạch Sơ Vi không thèm bận tâm, cho vật vãnh này mà cũng muốn đối phó với cô, mấy đứa nhóc này đúng thật là ngây thơ. Nhìn hai vật lạ trong túi đồ đồng phục. Thì ra là hứa tinh thần chu đáo chuẩn bị miếng rán bảo vệ gót chân cho Sơ Vi, dặn dò cô đồng phục mới có lẽ sẽ làm cạ vào gót chân sau, sơ vi hãy dùng nó. Bạch sơ vi thầm nghĩ, đúng là chu đáo, hèn chi nguyên chủ yêu hứa tinh thần điên cuồng như vậy, chắc trong nguyên tác cô ấy ngày nào cũng đấu đá với đồng khinh nhan nhỉ. Bạch sơ vi nghĩ tới hình tượng của hứa tinh thần, vì thiết kế nhân vật mà đến người mình không thích cũng phải quan tâm. Hứa tinh thần này sống giả tạo như vậy rốt cuộc có mệt không chứ, so ra thì ngốc nghếch ngọt ngào như nam phụ đoàn tin dã khiến người khác thoải mái. Bạch Sơ Vi ném miếng dán bảo vệ vào thùng rác, cô nghĩ thay xong đồ phải đi tìm mấy đứa con gái lúc này tính sổ. Lớp học lại là tiết tự học. Bạch Sơ Vi trong bộ đồng phục xuất hiện tại lớp, hỏi thăm lớp này có đặng mạn không. Bạch Sơ Vi với vẻ ngoài xinh đẹp, dạng người như mùa xuân. Dáng vẻ này của Sơ Vi đã khiến bao trái tim nam sinh thổn thức, nhó nhào trả lời cô, có có, đặng mạn ngồi ở phía sau. Đám nam sinh đổ gục trước vẻ đẹp của Bạch Sơ Vi, khi chất của cô còn hơn cả đồng khinh ngữ lớp bọn họ. Đám người đặng mạn run sợ khi nhìn thấy Bạch Sơ Vi, bọn họ nghĩ gặp phải quỷ rồi, làm sao Bạch Sơ Vi có thể ra ngoài được thế. Đặng Mạn chủ động đứng dậy trước, hét lớn, "Bạn học Bạch Sơ Vi, đây là lớp 12 trên 11, bây giờ cũng sắp vào học rồi, phiền cậy quay về lớp của mình đi." Bạch Sơ Vi ung dung tiến lại gần, cô yêu cầu đặng mạn xin lỗi thì mới quay về. Đặng Mạn ngoan cố, tỏ ra vẻ vô tội, "Bọn họ không làm gì Sơ Vi." có chứng cứ gì không? Bạch Sơ Vi tiến lại gần. Bỗng nhiên Đồng Khinh Nhan xuất hiện, che chắn trước mặt đám người đặng mạn. Đồng Khinh Nhan đứng ra ngăn cản. Nhưng chưa kịp dứt lời, Bạch Sơ Vi đã che ngang, "Bạn đồng này, chuyện không liên quan đến cậu thì cậu đừng xen vào, nếu cậu rảnh rỗi vậy thì nhau trả hết số tiền nợ đi kìa." Cả lớp nhốn nhào khi nghe tin này, nhà họ Đồng không phải châm anh thế phiệt sao, nhà cậu ta nợ tiền thật hay giả thế? Đồng Khinh nhanh tối sầm mặt mũi. Đồng Khinh Nhan bày ra vẻ oan ức, chối bỏ, "Bạn học Bạch, sao cậu lại bịa đặt như vậy? Nhà tớ nợ tiền lúc nào chứ?" Bạch Sơ Vi vẫn thái độ thách thức Đồng Khinh Nhan. Đồng Khinh Nhan lo sợ không yên, thầm nghĩ không lẽ Bạch Sơ Vi đang nói đến hóa đơn tiền nợ 400 triệu kia ư? Nhưng làm sao Bạch Sơ Vi lại biết được? Bạch Sơ Vi quay sang Đặng Mạn, chất vấn, "Còn cậu nữa, cậu là người nhốt tôi trong nhà vệ sinh nhỉ, hay là cậu muốn chối?" Đặng Mạn sợ hãi nhưng vẫn ngoan cố, nói sao cậu lại biết là tôi nhốt cậu trong nhà vệ sinh bạn bạch à không lẽ cậu nhìn xuyên thấu nhìn được người ở bên ngoài là ai à đồng khinh nhan lại đứng ra làm anh hùng bênh vực đặng mạn bạch sơ vi tranh ngang lời khinh nhan cô búng tay vậy thì hãy nghe đặng mạn nói sự thật không hiểu ma xui quỷ khiến gì đặng mạn không tự chủ tự kể lại những gì mình đã làm với bạch sơ vi bọn người đặng mạn sợ hãi không hiểu mình vừa làm gì bạch sơ vi chất vấn lớp trưởng đồng nghe rõ chưa cậu nói thử xem bây giờ có cần bọn họ xin lỗi không? Đồng khinh nhan tức giận, tay nắm thành nắm đấm, quay đi, cô thầm nghĩ, thì ra bọn họ thật sự làm chuyện này, còn thừa nhận như vậy nữa, làm cái trò gì thế? Đám người đặng mạn đã không còn đường chối tội, nhưng vẫn không chịu xin lỗi, đặng mạn trách ngược sơ vi, chỉ là bạn bè chơi đùa một chút trong nhà vệ sinh thôi mà, sơ vi cũng so đó quá. Bạch sơ vi bừng bừng khí thế, nói, đùa thì cả các cậu và tôi đều vui mới gọi là đùa, học sinh trong lớp cũng hùa theo cô. Tiếng nói vọng tới vớ vẻ tức giận, "Là ai, là ai ở nhà vệ sinh nữ cột cây lau sàn lại thế hả?" Cả đám người đặng mạn giật mình. Chủ nhiệm Hoàng, chủ nhiệm lớp 12 xuất hiện đầy tức giận, đầy sát khí. Nhìn khuôn mặt của chủ nhiệm Hoàng, đám học sinh bàn tán, nghe nói bụng dạ của chủ nhiệm Hoàng không được tốt, thường xuyên bị đau bụng, mùi này, không lẽ cô ấy nhịn không nổi nữa, hơn nữa là hôm nay nhiều nhà vệ sinh đang tu sửa, chỉ có một cái dùng được nhưng lại bị đặng mạn khóa lại. Chủ nhiệm Hoàng như hóa thành quỷ dữ giọng đầy phẫn nộ nói nếu người làm việc này không tự đúng ra tôi sẽ đi xem camera đến lúc đó thì tự gánh chịu kết quả đám người đặng mạn nghe vậy sợ hãi vô cùng thầm nghĩ chủ nhiệm hoàng nói cây lau nhà còn cột trên cửa vậy sao sơ vi ra ngoài được gặp mà rồi có khi nào bạch sơ vi là một con yêu tinh không bạch sơ vi tâm trạng đầy vui vẻ nói bọn người đặng mạn còn không mau xin lỗi rồi nhận sai muộn thêm chút nữa thì bọn họ càng thảm đó bọn người đặng mạn nhận lỗi với chủ nhiệm hoàng và hứng chịu cơn thịnh nộ của bà ta bạch sơ vi thỏa mãn bạch sơ vi tiến lại gần bạch âm âm nói xem như là giải quyết êm ấm rồi cô nói có đúng không âm âm cúi đầu sợ hãi bạch âm âm lúc này đầy sợ hãi hoang mang cô ta thầm nghĩ bạch sơ vi cái gì cũng biết cả cô ta đâu phải là đang dạy dỗ bọn đặng mạn rõ ràng là đang cảnh tỉnh bạch âm âm từ xa bạch sơ vi bị chụp trộm thì ra là đồng khinh nhan đang lén chụp trộm sơ vi đồng khinh nhan thầm nghĩ đồng vân nhu đã nói con trai đều thích con gái ngoan ngoãn dịu dàng nhưng bạch sơ vi này lại ức hiếp bạn bè như vậy đồng khinh nhan gửi tin nhắn cho tứ gia đồng khinh nhan vào vai ngây thơ mách lại với đoàn gia hàn bôi xấu bạch sơ vi